Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 184, Dư Tử Thành Thuyết 2. Nhìn thiếu nữ đó, mà đạo tổ sư từ đáy lòng sôi sục dũng khí vô tận. Cơ thể bay ra sông vào giữa đội quân quái vật, kiếm khí tung hoành bắt đầu điên cuồng chém giết. Cuộc chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, cho đến khi phá quân cạn kiệt tất cả khí canh kim bẩm sinh, mà thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay ma đạo tổ sư cũng không còn nửa phần ánh sáng. 7 ngày sau, trong thành thải vân chỉ còn sót lại một con quái thú. Ma đạo tổ sư và phá quân cùng lúc bộc phát sát cơ, đao kiếm tương giao tạo ra âm thanh kim loại vang trời. Đao kiếm tương giao cũng chính là lần đầu tiên họ tương phùng. Thành thải vân chiến đấu, thiên hạ chấn động, xong, mà đạo tổ sư sau khi xong việc đã rời đi mà không để lại tên, do đó thế nhân chỉ biết một vị nữ tướng sát phạt vô song mà thôi. Sau chuyện đó, phá quân cũng không tìm kiếm mà đạo tổ sư, thay vào đó âm thầm tập hợp những người còn sống sót lại, tái bảo vệ biên giới Tây Nam của tộc nhân. Thế nhưng, trong tim cô ấy vẫn luôn khắc ghi người đó. Sau đó, Ma đạo tổ sư bắt đầu nhận thấy giáo lý của Tiên đạo và Nhân đạo không công bằng với chúng sinh, ông bắt đầu kiến lập Ma đạo. Tuy nhiên, tín ngưỡng của loài người khi đó đã bị Tiên đạo và Nhân đạo phân chia, loài người hưởng ứng lời kêu gọi của Ma đạo tổ sư không có mấy ai, ngược lại toàn bộ đều là dị loài lục đạo đến, cái tên Ma đạo cũng từ đó mà có. Ma đạo tổ sư một mình chiến đấu, mặc dù người của hai đạo Tiên và Nhân không làm gì được ông ấy, nhưng ông ấy lại không có cách nào bảo vệ được đệ tử của mình. Lúc đó, mà đạo tổ sư nghĩ đến thiếu nữ đã cùng mình chiến đấu ở thành thải vân năm đó, liền đi tìm cô ấy. Thời điểm đó là đã qua 10 năm rồi, thiếu nữ với gương mặt non nớt ngày nào giờ đã là vị nữ tướng dày dạn phong xương. Phá quân chiến đấu vang danh thiên hạ, ngay cả những người trong đạo môn khi nhắc đến tên cô ấy cũng mang theo vài phần kính nể. Hai người một lần nữa gặp mặt, mà đạo tổ sư vẫn chưa mở lời, phá quân đã nói với ông rằng em đợi anh đã 10 năm rồi đó ma đạo tổ sư hỏi cô ấy có nguyện ý gia nhập ma đạo không phá quân không đáp thay vào đó cô ấy đánh chống trận đốt đèn hiệu và ra lệnh điểm binh cho binh lính bên ngoài thành thải vân đứng trên đài bái tướng phá quân chỉ vào hàng vạn binh sĩ tộc nhân mặc giáp đứng trên xa trường nói với ma đạo tổ sư bọn họ tất cả đều là đệ tử ma đạo sau khi phá quân gia nhập ma đạo mang theo binh sĩ tộc nhân của thành thải vân cùng với ma đạo tổ sư đại sát tứ phương sau này tham lang cũng gia nhập ma đạo rồi sau khi sát phá lang tam phương tứ tránh không một ai có thể ngăn chặn sự nổi lên của ma đạo khương tuyết dương chưa nói với tôi chuyện cũ của ma đạo tổ sư và phá quân chỉ nói những việc này thôi đã khiến tôi lệ rơi đầy mặt lúc đó khương tuyết dương còn nói với tôi một câu cô ấy nói nếu như tôi là ma đạo tổ sư chuyển thế thì thùy họa chính là phá quân nếu như tôi chỉ là tạ lan thì thùy họa cũng chỉ là thùy họa mà thôi bởi vì phá quân chỉ vì ma đạo tổ sư mà tồn tại tất cả mọi thứ cô ấy làm cũng là vì ông ấy mà đạo tổ sư đã thân hóa hy di, vậy thì trên thế gian cho dù có thiên hạ giao trinh âm dương đao lưỡng đoạn, thì người cầm đao cũng không phải là phá quân năm đó nữa. Chính những lời nói của cô ấy đã mở tất cả các nút thắt trong lòng tôi. Mặc dù nút thắt trong tâm đã được mở rồi, tuy nhiên lúc tôi nhìn thấy thủy họa được hóa ra từ tâm ma của tôi trước mắt, tôi mới biết tâm ma của tôi vẫn chưa cắt đứt triệt để, bởi vì tôi còn nợ cô ấy một lời. Ảo ảnh của thủy họa vẫn lạnh lùng nhìn tôi, không nói không rằng. Dường như nếu tôi không mở lời, cô ấy sẽ vĩnh viễn im lặng như vậy. Tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Lúc tử sinh hay cách biệt, chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. Cầm tay nàng hẹn mấy lời, sống bên nhau mãi đến hồi già nua. Tôi nói, lời này là Thùy Họa nói cho tôi nghe lúc tôi và cô ấy kết hôn, mà tôi lúc ấy lại chưa hồi đáp cô ấy. Sau khi nói xong lời này, tôi thử đi đến kéo tay Thùy Họa, ấy vậy mà thứ mà tôi đưa tay chạm vào lại là một màn hư vô ngay sau đó ảo ảnh của thùy họa từng chút một biến mất trước mắt tôi tâm ma của tôi đã tự chặt đứt hoàn toàn lần này tôi đi xuống dưới tốn rất nhiều thời gian chẳng qua việc có thể bình an trở ra vẫn khiến rất nhiều người bất ngờ từ rất lâu rồi tôi đều ỉ lại vào khương tuyết dương rất ít người thấy qua thực lực thật sự của tôi dù có thấy qua rồi đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ không nguyện ý công nhận chỉ cho là khương tuyết dương dạy trò giỏi đến sát kiếm cũng có thể dậy ra được mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ cậu đã gặp phải khó khăn gì sao trên đường trở về khương tuyết dương hỏi tôi tôi nhìn thấy thùy hỏa tôi nói ồ nếu cậu đã có thể từ trong đó đi ra chắc hẳn cũng đã cắt đứt triệt để tâm ma này rồi chứ đúng vậy hiện tại tôi rất nhớ cô ấy tôi cũng rất nhớ cô ấy đáng tiếc là cậu vẫn có thể gặp được thùy hỏa mà tôi lại không thể gặp được phá quân năm đó rồi lúc cô ấy nói ra câu này tôi và cô ấy cùng nhau dừng bước, ngẩng mặt nhìn trời cao. chương 185, phiên vân phúc vũ một Đệ tử đạo môn thông qua khảo hạch động tâm ma tổng cộng có 18 người, mà cuối cùng xác định tham gia đấu pháp luận đạo lại chỉ có 8 người. Từ song có sát tinh nhập cốt đã ngưng tụ được nguyên thần, khiến nhiều người biết khó mà lui. Còn những người kiên trì lưu lại tham dự thi đấu, không ai mà không có mang theo bảo vật hiếm thấy trên người. Khương Tuyết Dương nói, tu vi của từ song tuy rằng cao nhất, nhưng người nguy hiểm nhất hôm nay không phải hắn. Tần Liên Thiên của Phủ Thiên sư, Trương Thu Thủy của Mao Sơn phái đều nguy hiểm hơn hắn. Sau khi chết Thiên sư Trương Đạo Lăng phi thăng tại tổ đình Nhân đạo, lưu lại cho núi Long Hổ ba đạo thần phù, Đại động thần tiêu phù, Bắc lạc tử thần phù, cửu thiên phong vũ phù. Tần Liên Thiên vốn dĩ đạt tới đỉnh phong tu vi huyền quan, lần này tham gia côn lôn chọn rể còn đem cả cửu thiên phong vũ phù do chính tay Trương Thiên sư vẽ ra. Không chỉ có cửu thiên phong vũ phù. Tần Liên Thiên còn nhận được thần niệm ban phước của 9 vị đệ tử hộ pháp nhân đạo. Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiền hành, câu cửu tự chân ngôn này của nhân đạo được 9 vị đệ tử nhân đạo đánh nhập vào huyền quan của Tần Liên Thiên. Giải thích cửu tự chân ngôn là chín hán tự của pháp thuật hộ thân, nghĩa là thường xuyên âm thầm niệm chín chữ này, có thể khiến người ta tránh xa mọi tà ác, thuận lợi đắc đạo. Hết giải thích, trong bí cảnh tuyết vực, Tần Liên Thiên đã thể hiện ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, làm chấn động cả đạo môn còn về trương thu thủy của phái mao sơn nghe tên cũng biết chắc chắn lại có quan hệ mật thiết với thiên hạ hành tẩu trương nhược hư của bọn họ đệ tử mao sơn thường nhập thế tu hành yên hỏa khí rất nặng rất nhiều người trong đạo chính tông còn vướng bận gia đình giải thích yên hỏa khí là lửa dùng để nấu thức ăn ám chỉ hồng trần thế tục hết giải thích bản lĩnh mạnh nhất của trương thu thủy chính là thần mộc vạn phù sau khi khai mở huyền quan hắn lấy thức thần trong huyền quan vẽ bổ chú huyền quan của mỗi người không chỉ to nhỏ không giống nhau mà mọi sự vật được chân khí diễn hóa ra ở bên trong cũng không giống nhau có liên quan đến tính cách và sở trường pháp thuật thần thông của mỗi người huyền quan của một vài người thì dương đao bạt kiếm huyền quan của vài người khác lại mưa thuận gió hòa mà trong huyền quan của trương thu thủy toàn là bùa chú mỗi tấm đều có thể được vẽ mới ra cầm không hết cũng dùng không hết không cần nghi ngờ gì cả đây quả thật là một người cực kỳ khó đối phó trừ phi giống như thủy hỏa bổn tôn đón nhận xét thật nếu không chắc chắn chạy không được tránh cũng không xong. Lúc danh sách công bố, còn ghi chú lại cảnh giới tu vi của mỗi người. Cảnh giới nguyên thần của từ song cao cao tại thượng, bên dưới đều là tu vi huyền quan, tên của tôi cũng thế. Xem ra việc tôi ở trong bí cảnh tuyết vực khai mở ra huyền quan căn bản không giấu nổi tiên đạo côn luôn. sau khi khai mở huyền quan, chân khí vốn dĩ rồi rào trong cơ thể sẽ hoàn toàn biến mất không tìm thấy được, toàn bộ chìm vào trong huyền quan. Cao nhân có niệm lực mạnh mẽ, Liền có thể từ đây mà phán đoán ra được người tu hành có khai mở ra huyền quan hay không. Tám người tham gia thi đấu, phân thành bốn tổ, từng đôi tiến hành đấu, địa điểm đấu pháp tại quảng trường trước điện của chiến thần cửu thiên huyền nữ. Tiên đạo Côn Lôn có rất nhiều thần thích, nhưng mà muốn luận chiến sự, không có nơi nào khác phù hợp hơn thần điện cửu thiên huyền nữ. Mà bản thân ngài ấy cũng vô cùng vui vẻ thưởng thức các trận đấu giữa đệ tử đạo môn với nhau. Vận khí của tôi không tính là kém cùng tổ với tôi là một đạo sĩ của võ đang chân võ giáo có tên gọi là hàn lãnh. cho dù thực lực cũng rất mạnh nhưng so với từ song, tần liên thiên, trương thu thủy thì vẫn còn kém xa mà. võ đang đã có từ song rồi, tên hàn lãnh này tham gia thi đấu là vì chia sẻ bớt áp lực cho từ song. không biết có phải người của tiên đạo côn lôn cố tình làm vậy hay không, mà giữa từ song ba người mạnh bọn họ đều không lần nào đấu với nhau. việc này cũng có hàm ý, vòng thi đấu tiếp theo mới là đường đua chết chóc còn vòng này chỉ để làm nóng người mà thôi. Tôi được xếp vào trận đấu cuối cùng, trận đầu tiên là từ song quyết đấu với Vương Mông của phái Lao Sơn. Vừa mới mở màn trận đấu Vương Mông đã bị từ song lấy thần niệm nguyên thần niêm phong ngũ cảm lục thức, sau đó bị hắn dùng một đòn yêu lôi quyết đánh bay lên không trung. Trước mặt nhiều người như vậy từ song tất nhiên sẽ không động thủ giết người, nhưng mà huyền quan của Vương Mông đã bị hắn đánh mạnh đến mức vỡ tan thành từng mảnh. Đây chính là uy lực của cảnh giới nguyên thần, có thể trực tiếp phát động thần niệm công kích vào thức thần, niêm phong ngũ cảm lục thức hoặc là tạo ra ảo giác, sau đó lại dùng nguyên thần trong huyền quan diễn hóa chân khí, phát huy pháp thuật thần thông. Nguyên thần không bị hạn chế hay gò bó, thần niệm cường đại, tất cả pháp thuật đều có thể trong một ý niệm liền hoàn thành. Mà còn có thể ngay lập tức phát giác ra thần niệm không ổn định của đối thủ, sớm dùng thủ đoạn để tránh né trước khi công kích pháp thuật tới gần. Dưới nguyên thần đều là run dế, câu này tuyệt đối không phải là không bằng không chứng mà tùy tiện nói ra. Trận đấu thứ hai là Trương Thu Thủy của phái Mao Sơn giao tranh với Trương Thanh của Phủ Thiên Sư, một trận chiến khiến người ta mở rộng tầm mắt, ngay cả đệ tử tiên đạo Côn Lôn đều ngạc nhiên đến há hốc mồm không nói ra lời. chương 186, phiên vân Phúc Vũ 2 Trương Thu Thủy từ đầu đến cuối chỉ sử dụng có một loại phù chú ly hỏa cấp thấp, bùa chú lấy từ huyền quan, thần lực trong bùa nhập vào xuất ra lòng bàn tay. Chỉ thấy Trương Thu Thủy liên tiếp phát ra song trường, một vòng tròn ly hỏa tập hợp lại thành hai ngọn lửa, cắn chặt lấy Trương Thanh không buông. Hiệu quả hộ thể của Kim Quang Chú chỉ duy trì được một lát, đã bị ly hỏa thiêu hủy. Trận đấu thứ ba là Tần Liên Thiên giao đấu với một vị đệ tử của phái Lâm Giang đến từ Nam Hải, người này là một nhân vật không có tiếng tam thế mà lại đấu một trận ngang tài ngang sức với Tần Liên Thiên. Pháp thuật thần thông của phái Lâm Giang tất nhiên không địch lại Phủ Thiên Sư, nhưng mà người này có lực phòng ngự kinh người, liên tiếp chịu đựng được nhiều đạo lôi pháp mạnh mẽ của Tần Liên Thiên mà mặt không hề đổi sắc. Nhưng mà tu vi của hắn cuối cùng địch không nổi Tần Liên Thiên, chân khí cạn kiệt xong liền chủ động nhận thua rời khỏi đài đấu. Sau đó tôi mới biết, sở dĩ hắn có thể tiếp được lôi pháp của Tần Liên Thiên, là bởi vì trên người hắn có mặc Linh Quân Giáp một trong tứ đại bảo vật dưới nước. Linh Quân Giáp ngũ hành thuộc tính thủy, mà Tần Liên Thiên dùng lại là hỏa lôi, thủy hỏa xung khắc, vì thế hắn mới có thể kiên trì lâu đến vậy. Cuối cùng đến phiên tôi lên thi đấu rồi, vừa mới bước lên đài đấu pháp liền lập tức cảm giác được từng đợt ánh nhìn sắc bén từ xung quanh truyền đến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng tôi đã chết mất xác hơn trăm lần rồi đó. Tam mau quán, trợ quỷ, hai sự cố này đã đẩy tôi ra trước đầu sóng ngọn gió. Nhờ vào thủ đoạn mạnh mẽ mà Khương Tuyết Dương thể hiện ra, đấu với Phủ Thiên Sư làm tê liệt cả đạo môn, cũng vô hình chung mang lại cho tôi không ít thù hận. Huống hồ, tôi còn từng cùng phá quân của ma đạo bái thiên địa. Hàn lãnh, người như tên của hắn, quả thật rất lạnh lẽo. Nghe nói, huyền quan của hắn chính là một tảng băng thiên tuyết thiên pháp thuật thần thông của hàn lãnh gọi là cửu u hàn băng quyết có thể triệu hồi sức mạnh của hậu thiên ngũ hành quý thủy hóa thành băng đao băng tiễn đả thương người khác lúc lên đài tôi hỏi khương tuyết dương có cần phải chú ý điều gì không cô ấy nói võ đăng đã về phe phủ thiên sư muốn tôi tuân theo tác phong của cô ấy mà hành sự tác phong của cô ấy chính là hủy đi huyền quan của người khác huệ tề quán đã hủy đi lữ thuần tam mao quán hủy đi tưởng vệ hiên tôi và hàn lãnh không thù không oán giả sử như đấu pháp luận đạo đơn thuần tuyệt đối không ra tay tàn độc như vậy chỉ là từ ánh mắt đầy sát cơ của hắn mà nói cho dù tôi độ lượng tha cho hắn thì hắn cũng quyết không buông tha cho tôi thời đại mạt pháp của nhân gian người tu hành sát kiếm rất ít có thể luyện ra kiếm khí đấu pháp với người khác hầu như không có biết tôi muốn dùng kiếm khí để đấu pháp với hàn lãnh ngay cả mấy cao nhân thanh tu xa rời thế giới của tiên đạo côn lôn cũng bắt đầu tập trung chú ý ánh mắt vào tôi một trong số này đến từ bản thân côn lôn tiên tử Thiên ảnh u u, tiểu nhiên độc lập, bóng hình chàng rể lặng lẽ thanh nhã, âm thầm khẳng định thành tựu của riêng mình. Lúc đó tôi hỏi quán chủ Diêu Đài tại sao lại chọn cô ấy làm côn lôn tiên tử, quán chủ Diêu Đài nói đây chính là ý muốn của một mình cô ấy. Hôm nay là trận quyết đấu cuối cùng, chàng rể quý của cô ấy sẽ xuất hiện chính từ trong mấy người chúng tôi, chỉ là không biết nỗi lòng của cô ấy đã âm thầm trao cho ai rồi. Ngay sau đó lại nghĩ đến, gả cho ai cũng không liên quan đến tôi tôi chính là muốn học theo tạ lưu vân vô sỉ của 100 năm trước kia. Theo đó người chủ trì của tiên đạo Côn Lôn tuyên bố trận đấu bắt đầu, tôi và Hàn lãnh hành lễ với nhau, lễ trước binh sau. Tôi lấy kiếm khí đả thương người khác không cần có được cơ hội ra tay trước, thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay lưu chuyển ánh sáng, một đạo kiếm khí nhanh chóng xuất thủ. Đấu pháp đạo môn, tranh giành chính là một tia tiên cơ. Khác với quyết đấu của người học võ trong thế tục, có đôi lúc thắng bại chỉ nằm trong một ý niệm bởi vì sức hủy diệt của pháp thuật thần thông trong đạo môn quá mạnh vượt xa năng lực chịu đựng của cơ thể con người hàn lãnh hình như sớm đã có chuẩn bị từ trước thấy kiếm khí của tôi tập kích bạch quang trên thân né qua lập tức ở bên ngoài cơ thể liền hình thành một kết giới băng xương hộ thể lúc này sát tâm của tôi vẫn chưa lên kiếm khí không đủ ác liệt kiếm khí chỉ xuyên qua kết giới băng xương của hắn nhưng lại bị kim quang chú bên trong ngăn cản ở ngoài không xâm nhập vào được so với bọn họ thì tu vi của tôi kém cỏi nhất nhưng mà ưu thế của tôi cũng rất rõ ràng bởi vì kiếm khí nháy mắt liền phát huy ngũ hành trong lúc đấu pháp tôi có thể vĩnh viễn giành được tiên cơ nếu như hắn chỉ có kim quang chú hộ thể tôi vẫn có thể dùng kiếm khí đánh tan đả thương đến bổn tôn hắn bị cái kết giới băng xương đó cản trở một chút kiếm khí sắc bén đã hoàn toàn tan biến còn chưa đợi tôi phát ra đạo kiếm khí thứ hai cửu u hàn băng quyết của hàn lãnh đã bắt đầu hiện ra uy năng nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống đồng thời gió lạnh léo gào thét mây đen trên trời bao phủ dày đặc trên trời ấp ủ sát cơ. Tôi biết được trong này có nguy hiểm, tận dụng thời cơ băng đao băng tiến chưa thành, nhắm chuẩn vào Hàn Lãnh rồi lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Mắt thấy kiếm khí đã phá tan kim quang chú hộ thân của hắn, chính tại lúc này Hàn Lãnh mở miệng nôn ra một thanh băng đao đánh về phía Thái Dương của tôi. Tôi không dám liều mình tiếp chiêu, chỉ có thể nghiêng người tránh né. Cũng chính là lúc này, trên trời giáng xuống vô vàn và dày đặc băng đao băng tiến kiểu công kích không phân biệt phe địch hay phe ta này bao phủ cả đài đấu pháp trừ khi nhận thua rời khỏi đài đấu nếu không thì chỉ có thể dựa vào thân xác mà liều mình tiếp chiêu đến lúc này tôi mới hiểu được võ đang vì sao muốn đẩy hàn lãnh ra để chia sẻ áp lực cho từ xong rồi bởi vì bất luận là ai đấu với hắn cũng sẽ có kết cục như tôi mà thôi trương thu thủy có lẽ sẽ có cơ hội lợi dụng chiến thuật liên phù ngắt ngang cửu u hàn băng quyết của hàn lãnh người khác không có ai may mắn thoát được đành phải lấy thương đổi thương với hàn lãnh hoặc là dùng đến chiêu bài pháp bảo lợi hại nhất, bởi vì kim quang hộ thể căn bản không tiếp nổi được mấy cái băng đao băng tiễn đâu. Chỉ tiếc là, bọn họ quá xem thường kiếm của tôi rồi. Tôi không chỉ dùng được kiếm khí, đồng thời còn học thêm được một thân chiêu thức kiếm pháp của võ đạo. chương 187, Chiến Tần Liên Thiên 1 Ngay sau đó tôi không tiếp tục thử tấn công hàn lãnh nữa, mà chuyên tâm tập trung phô diễn phiên vân phúc vụ kiếm. Băng đao băng tiễn giáng xuống như vũ bão, mà chiêu kiếm của tôi cũng đồng thời dày đặc như mưa rào, kiếm ý kéo dài không dứt. Kiếm khí phá tan băng đao băng tiến, khiến chúng vỡ vụn thành tinh thể băng, không khác gì ảo ảo giáng xuống một trận tuyết lớn. Từng hạt bông tuyết nở ra trên không trung, đẹp đến mức khiến trái tim người khác tan vỡ. Tôi mặc đạo bào, phong thái điên cuồng, xuyên ngang qua giữa đám băng đao băng tiến. Băng đao băng tiến có vô tận, thì kiếm ý cũng vĩnh viễn không có điểm dừng. Làm sao hắn có thể làm được, lẽ nào đây chính là kiếm kỹ của võ đạo? Thì ra kiếm khí còn có thể được dùng như vậy, lấy võ phá pháp. Chỉ là lợi dụng thời cơ để trục lợi mà thôi, kiếm pháp võ đạo làm sao có thể đánh đồng so bì với pháp thuật thần thông của đạo môn được chứ. Cũng không hẳn là vậy, tôi thấy tên này có thiên phú xuất chúng, ngày tới chưa chắc không thể lấy kiếm nhập đạo đâu nha. Thời đại mạt pháp muốn lấy kiếm nhập đạo, quả đúng là mơ mộng giữa ban ngày mà. Người khác chưa chắc đã được, tên tạ lan này có khả năng lắm chứ. Dần dần theo từng tiếng nghị luận bàn tán, hàn lãnh cuối cùng đã cạn kiệt chân khí trong huyền quan, trời quang mây tạnh, trên trời cũng không còn băng đao băng tiến dáng xuống nữa. Kiếm pháp này của ngươi có tên gọi là gì? Cho dù đã thua rồi, nhưng ngữ khí của hàn lãnh vẫn lạnh lẽo như cũ. Phiên vân phúc phú kiếm do kiếm khách nam đường tân đại tiên sinh sáng tạo ra. Tôi nói, quả nhiên là kiếm kỹ của võ đạo, người có thể một mình tìm tòi phương pháp đem kiếm khí dung hợp vào trong kiếm pháp võ đạo cũng được xem như một nhân tài rồi. Chỉ tiếc là dưới nguyên thần đều là run dế, đợi sau khi huyền quan của ngươi bị phá nát, thì yên tâm làm một võ sĩ đi cũng chưa chắc không phải là một lối thoát đâu. Hàn lãnh nói câu này xong liền định rời khỏi đài đấu, nhưng tôi làm sao có thể để hắn đi thoải mái như vậy chứ? Huyền quan của ta bị phá còn có thể làm một võ sĩ, ta muốn biết nếu như huyền quan của ngươi bị phá thì còn có thể làm gì đây nhỉ? Nói xong, tôi dùng một đạo kiếm khí phong tỏa đường lui của hắn, lập tức tay trái giơ ra trường kiếm, nhắm thẳng nào đỉnh đầu của hắn. hỗn xược, ngươi dám động đến Hàn sư đệ của ta! ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Từ song phẫn nộ, thằng nhãi danh ngươi dám, trưởng giáo võ đang khô mộc đạo trưởng quát lớn một tiếng. Tiếc rằng nguy hiếp của bọn họ vô dụng với tôi, ở trong bí cảnh tuyết vực võ đang đã giết nhiều người của toàn chân tôi như vậy, tôi chẳng qua chỉ đòi lại một chút lợi tức mà thôi. Ngay tức thì tôi không hề do dự dùng trường kiếm điểm vào đỉnh đầu của hàn lãnh, kiếm khí trực tiếp xuyên qua huyền quan của hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang dội, chính là âm thanh huyền quan vỡ nát sắc mặt hàn lãnh kinh hãi trắng bệch, vô cùng oán độc nhìn tôi rồi quay người đi xuống đài đấu pháp. Hàn lãnh rõ ràng đã nhận thua rời khỏi đài đấu, tạ lan còn muốn phá nát huyền quan của đệ ấy, không hổ là đồ đệ tốt của Khương Hành Tẩu dậy ra mà, cùng một ruột như nhau hết. Từ song lạnh lùng nói với Khương Tuyết Dương, chẳng qua chỉ phá vỡ huyền quan mà thôi, người liên tiếp giết chết sáu mạng người của toàn chân ta trong bí cảnh tuyết vực, vậy nên nói thế nào đây hả? Khương Tuyết Dương nói, được lắm, món nợ này đợi lát nữa ta sẽ đòi lại từ trên người Tạ Lan. Từ Song nói trận đấu của tôi và Hàn lãnh kết thúc xong, mùi thuốc súng tại hiện trường càng thêm nồng nặc. Từ sau khi võ đang về phe phủ Thiên sư, toàn chân giáo bên này đã lâm vào thế hạ phong, mà ở trong bí cảnh tuyết vực, Từ Song lại đại khai sát giới, càng khiến thế lực đạo chính tông của toàn chân giáo bên này gặp phải thiệt hại nghiêm trọng. chuyện gì cũng có hai mặt của nó, phe cánh của toàn chân giáo sẽ thành một mảnh ảm đạm giả sử trong những trận đấu còn lại nếu mà tôi thua, hoàn toàn có thể tưởng tượng được danh vọng và thế lực của toàn chân giáo chắc chắn trực tiếp bị hạ thấp. Muốn trách chỉ có thể trách võ đang nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, vậy mà lại để từ song ẩn nhẫn mãi tới khi côn lôn chọn rể mới ngưng tụ ra nguyên thần. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng mà Khương Tuyết Dương phạm phải khi đã đánh giá thấp võ đang. Sau khi nghỉ ngơi đôi lát, phòng thi đấu thứ hai đã chính thức mở màn. Tần Liên Thiên, Từ Song, Trương Thu Thủy, Ba người này đều có tư cách đạt được thắng lợi sau cùng, bất luận là thực lực của bọn họ hay là danh vọng đều vượt xa phía trên tôi. So với bọn họ, tôi chính là một quả hồng mềm. Tuy rằng vừa rồi tôi phô bày ra Phiên Vân Phúc Vũ phú kiếm đủ để khiến người khác kinh ngạc, song trong mắt của nhiều người cũng chẳng qua là trò lừa bịp nhằm lợi dụng thời cơ trục lợi, kiếm pháp của võ đạo có mạnh đến đâu cũng không địch lại pháp Phật đạo môn. Vòng thứ hai trận thi đấu đầu tiên là từ Song và Trương Thu Thủy, trận thi đấu này chẳng hề có quan điểm gì hết bởi vì Trương Thu Thủy thẳng thừng từ bỏ quyền thi đấu rồi. Nguyên thần giao tranh với huyền quan có được ưu thế tính áp đảo, mạnh cỡ Khương Tuyết Dương, mới đầu khi lấy cảnh giới huyền quan chiến đấu với Lữ Thuần cũng gặp phải sỉ nhục, cuối cùng dùng đến thủ đoạn mời thần. chương 188, Chiến Tần Liên Thiên 2 Nếu như hai người này tiếp tục giao đấu, từ song lấy thần niệm nguyên thần niêm phong thức thần của Trương Thu Thủy, một tấm bùa chú hắn cũng không sử dụng được đâu. Trương Thu Thủy bỏ cuộc, người của phái Mao Sơn không hề thấy tiếc cho hắn ta. Điểm đáng tiếc duy nhất là, hắn không đấu với tôi, mất đi cơ hội trả thù cho Trương Phàm. Trận thi đấu thứ hai là tôi và Tần Liên Thiên, hắn đã tiên phong trèo lên đài đấu Pháp rồi. Tần Liên Thiên tinh luyện lôi Pháp, 10 năm trước đã khai mở ra huyền quan, chân khí hùng hậu không kém cạnh tôi. Trong huyền quan bao hàm tinh thần chiến đấu của cửu tự chân ngôn, càng làm lôi Pháp của hắn tăng cao uy lực. Chỉ dựa vào những thứ này đã là kình địch của tôi rồi, huống hồ hắn vẫn còn tấm chiêu bài lớn nhất cửu thiên phong lôi phù mà trương thiên sư chính tay vẽ ra. Tạ Lan, nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng đừng cho hắn cơ hội kích hoạt đạo phù đó, uy lực của đạo phù đó tuyệt đối không phải thứ mà bây giờ cậu có thể chống lại nổi đâu đó. Cô ấy không nói tôi cũng hiểu rõ, trương thiên sư là cảnh giới nào chứ, chỉ cách nửa bước thành thiên tôn. Bên trong phong lôi phù mà ông ta chính tay vẽ ra phong ấn thần niệm của ông ta, chỉ cần kích hoạt, không có người nào dưới cảnh giới hợp đạo có thể chống lại nổi trên thực tế, trong khi thi đấu mà sử dụng loại vũ khí có sức hủy diệt lớn như cửu thiên phong lôi phù chẳng khác nào là gian lận, nhưng mà người của tiên đạo côn lôn lại không hề ngăn cấm loại hành vi gian lận này. phúc sinh vô lượng thiên tôn, trước khi bắt đầu trận đấu, tần liên thiên chủ động hành lễ với tôi. tôi vốn muốn giành ra tay trước, hắn lại hành lễ này tôi chỉ đành đáp lễ. thành thật mà nói không muốn làm mất mặt người khác. ai ngờ hắn lại nhân lúc tôi đáp lễ phút chốc thẳng thừng bắt đầu tế kiếm niệm chú lòng tôi âm thầm mắng một tiếng hèn hạ nhanh chóng phân ra kiếm khí tấn công cao nhân một khi xuất thủ liền biết có phải hay không đối diện với kiếm khí công kích của tôi tần liên thiên đến cả kim quang chú cũng không sử dụng bộ canh đạp đấu lấy thân pháp huyền diệu khó giải thích được để tránh né giải thích bộ canh đạp đấu ý chỉ đạo sĩ hành lễ tinh tú làm một động tác triệu kiến thần linh là binh ngữ dùng trong các hoạt động tôn giáo hết giải thích vừa tránh né vừa đọc lớn chú ngữ theo đà chú ngữ của hắn trời sinh ra sấm chấp đùng đùng. Điện quang còn chưa xuất hiện, thì đã chuẩn bị tạo ra được thần uy vô tận. Nhận lấy thần uy sấm sét ẩn náu trên không trung, tôi không dám tiếp tục mảy may chậm trễ, chiêu kiếm dứt khoát mạnh mẽ, kiếm khí như cầu vồng quét sạch toàn đài đấu. Như vậy tần liên thiên chỉ dựa vào mỗi thân pháp sẽ tránh không được rồi, nhưng hắn vẫn như cũ không ngừng niệm chú, kiên quyết dựa vào kim quang hộ thể liên tiếp chịu ảnh hưởng từ mấy đạo kiếm khí của tôi. Kiếm khí chém rách đạo bào trên người hắn, chém nứt búi tóc đạo sĩ của hắn, nhưng lại không có thực sự đả thương tới bổn tôn của hắn. Uy lực của sát kiếm phụ thuộc vào sát tâm, mà trận thi đấu này từ khi bắt đầu ngăn cấm thảm sát, sát kiếm của tôi căn bản không có cách nào phát huy ra được uy lực mạnh nhất. Cho dù tần liên thiên nhìn có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng biểu cảm của hắn vẫn kiên định như cũ, đạo chú ngữ mà hắn niệm rất dài, nhưng mỗi âm tiết đều hết sức chuẩn xác, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ công kích kiếm khí của tôi. Chỉ cần nhìn vào tâm cảnh này, đã hoàn toàn đánh bại được lữ thuần năm đó rồi lục thiên hỏa lôi, duy ngô độc tôn, cứu mệnh giáng cập, thu chóc quỷ thần, hành thần bố khí, tẩu hỏa hành phong, oanh lôi thiểm điện, triển hoác phong vân, ngô phụng đấu mẫu nguyên quân chi mệnh, sắc sắc sắc. Theo từ sắc lệnh sau cùng, tần liên thiên cuối cùng cũng dùng được chú ngữ trên không trung triệu hoán ra lôi tướng bên trong huyền quan của hắn. Giải thích, lôi tướng là một trong những công kích phá hoại và lợi hại nhất trong các nguyên tố tương tích. Hết giải thích, điện quang giao thoa, sấm chấp cuộn trào dữ dội xung quanh đều là bầu trời quang đáng chỉ có phía trên đỉnh đầu tôi là một mảng lôi hải lôi đình phẫn nộ nhưng lại chưa đổ xuống bởi vì thanh kiếm trong tay tần liên thiên vẫn chưa động đậy hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn chi cửu thiên chân lôi dĩ kiếm tả chi thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay tần liên thiên cuối cùng cũng động đậy rồi tiếng sấm tương hợp tia xét đồng hành mỗi lần đánh ra một kiếm liền dẫn một đạo sấm xét dữ dội từ trên trời xuống băng đao băng tiến của hàn lãnh tôi còn có thể dựa vào phiên vân phúc vũ phú kiếm để ngăn cản còn lôi đình điện quang này tôi làm sao tiếp nổi đây sau khi khai mở huyền quang tôi liền có thể phát huy nhiều lần bộ phong tróc ảnh mà khương tuyết dương đã dạy tôi theo đó tôi phân tách từng cái lại từng cái dự ảnh ra bên ngoài cơ thể chân khí trong huyền quang nhanh chóng cạn kiệt nhưng tôi không hề có biện pháp nào khác để tránh né sấm xét oanh tạc chỉ đâu đánh đó của tần liên thiên tốc độ của tôi không đủ nhanh thân pháp cũng không được huyền diệu chỉ có thể phân ra dư ảnh để thay bổn tôn tôi chặn tai họa thôi. Chân khí trong huyền quan càng lúc càng thưa thớt, chịu ảnh hưởng bởi việc này, nên A Lê cũng bị kinh động tới rồi. Cô bé đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay lộ vẻ ngỡ ngàng. Cô bé ngước nhìn lên bầu trời, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy A Lê, tôi đột nhiên nghĩ tới, nếu như huyền quan của tôi bị vỡ, A Lê cũng sẽ chết. Tôi đã hứa với A Ma của cô bé, sẽ chăm sóc tốt cho cô bé mà. Cuối cùng, chân khí của tôi cũng không có cách nào triệu hoán ra bất kỳ cái dư ảnh nào nữa. Chính tại lúc này, Tần Liên Thiên lại tiếp tục triệu hoán ra vô số tia sấm sét trực tiếp oanh tạc trên người bổn tôn tôi. chương 189, tự tìm đường chết một. Sự dung chuyển vang dội ngũ quan hỗn loạn, lục thức tiêu tán. Đau đớn như bị lăng trì, lại giống như bị thiêu đốt vậy. Thì ra, đây chính là cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, trước mắt tôi là một mảng màu đỏ tươi giải thích thất khiếu bao gồm hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng. Hết giải thích, trong thế giới màu đỏ tươi ấy, tôi thấy Tần Liên Thiên đang từng bước từng bước tiến về phía tôi, trên mặt mang theo ý cười. Đây là trên đấu pháp đài, mặc dù tôi đã không còn khả năng đánh trả, Tần Liên Thiên cũng không dám thật sự giết chết tôi. Hắn không thể giết tôi, nhưng có thể phá vỡ huyền quan của tôi. Tạ Lan Tiêu rồi, hùng quan mạn đạo quả thật như sắt thép, luyện ra sát kiếm thì đã sao, chẳng phải cũng bại dưới lôi pháp của đạo môn hay sao? Tạ Liên Thiên so với Lữ Thuần năm đó càng có thực lực hơn, chỉ là không biết tại sao hắn ta vẫn chưa ngưng tụ ra nguyên thần nhỉ. Bởi vì hắn ta điên cuồng hơn Lữ Thuần, muốn học theo Tạ Lưu Vân năm đó, bỏ qua nguyên thần mà hợp đạo. Nhìn Khương Tuyết Dương xem, cô ta vậy mà lại cái gì cũng dám làm vì Tạ Lan. Ha ha, ta không tin cô ta dám nhúng tay vào trận đấu này trước mặt các cao nhân tiên đạo côn lôn. Toàn thân tôi cứng ngắc, dù muốn bóp nát cấm bộ mà Khương Tuyết Dương đưa cho tôi, tôi cũng không làm nổi. Trước đó, sau khi tôi ra khỏi tuyết vực bí cảnh, tôi muốn mang cấm bộ trả lại cho cô ấy, cô ấy không nhận mà muốn tôi giữ lại làm bùa hộ thân lúc đấu pháp. Trước khi lên đài, Khương Tuyết Dương đã căn dặn tôi, muốn tôi phải hết sức cẩn thận với cửu thiên phong lôi chú của Tần Liên Thiên. Nhưng chúng tôi đều đánh giá thấp hắn rồi, hắn muốn đánh bại tôi căn bản không cần sử dụng đến phong lôi phù, chỉ dựa vào bản thân hắn thôi là đã có thể thắng rồi đây chính là không phải nguyên thần, nhưng lại đánh bại người thuộc cảnh giới nguyên thần. Tâm thái, mưu lược đều mạnh hơn nhiều so với Lữ Thuần, ngay lúc đầu hành lễ tôi đã nhận biết được điều này rồi. Một câu phúc sinh vô lượng thiên tôn nhẹ nhàng thôi là đã cướp đi tiên cơ từ trong tay tôi. Không phải tôi giành suất chiêu trước, là hắn sẽ không niệm ra được sắc lôi khiển điểm chú uy phong hung mạnh. Cơ thể tôi không cách nào di chuyển dù chỉ một chút, chỉ có thể dương mắt nhìn tần liên thiên chĩa mũi kiếm vào huyệt thần đình trên chán tôi. Chán người có ba đại kinh huyệt, bạch hội, thần đình, ấn đường. Bạch hợp là nơi thần thức cư ngụ, bạch hợp bị thương, thần thức ly tán. Ấn đường là nơi hội tụ ba đại kinh mạch của cơ thể người, phụ trách sinh cơ. Còn thần đình, chính là lối vào bên trong huyền quan. Thần đình của người thường sẽ ở trạng thái đóng, chỉ có sau khi khai mở huyền quan, thần đình mới mở ra. Tất cả diễn biến của vạn vật pháp tương bên trong huyền quan, đều là thông qua thần đình và thế giới bên ngoài tiến hành giao cảm nội ngoại mà cái gọi là hủy hoại huyền quan chính là dùng lực hủy diệt từ thế giới bên ngoài đánh vào trong huyệt thần đình. Cùng với chân khí chưa đựng uy lực hủy diệt đang mạnh mẽ tràn vào, ý cười lên mặt Tần Liên Thiên càng lúc càng sâu hơn. Thời gian trôi qua rất chậm, trên đài dưới đài một màn tĩnh lặng. Tôi biết có rất nhiều người đều đang ngưng thần lắng nghe. Bọn họ khao khát được nghe âm thanh huyền quan của tôi bị phá vỡ. Đáng tiếc thay, tôi nhất định khiến họ thất vọng rồi thời gian trôi qua ý cười trên mặt của tần liên thiên ngày càng nhạt đi bởi vì hắn phát hiện ra bất luận hắn có chuyển nhập bao nhiêu chân khí đi nữa huyền quan của tôi từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì tôi lúc này ngũ cảm lục thức đã ổn định trở lại nhưng tôi lại không hề động đậy chỉ lạnh lùng nhìn hắn như thế thấy hắn đã dùng hết toàn lực bằng mọi giá đem chân khí dẫn nhập vào trong huyệt thần đình của tôi hắn không biết là bất luận hắn chuyển nhập bao nhiêu chân khí đều sẽ bị là cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi nuốt chửng hết căn bản là không gây thiệt hại một tí nào cho huyền quan của tôi cả mà lá cờ chiêu hồn dù cho đã nuốt chửng một lượng lớn chân khí vẫn lạnh lùng không có nửa điểm phản ứng tại sao ta lại không phá hủy được huyền quan của ngươi vậy chứ cuối cùng tần liên thiên cảm thấy có gì đó không đúng hắn ta cũng đã cạn kiệt chân khí như tôi tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà vung ra thanh kiếm của mình tần liên thiên vội vàng chống đỡ tuy nhiên chân khí đã hết hắn sao có thể là đối thủ của sát kiếm của tôi. Cho dù không có kiếm khí, chỉ dựa vào kiếm phổ mà tôi học được từ vương gia thôi đã đủ khiến hắn thương tích đầy mình rồi. Tần liên thiên được người của phủ thiên sư mang xuống, hắn không phá được huyền quan của tôi, tôi cũng không phá được huyền quan của hắn, nhưng tôi có thể như thế hạ bệ người của hắn. Tĩnh mạch bị cắt, để xem phủ thiên sư có thể lấy ra bao nhiêu linh đan rượu dược để trị thương cho hắn. Cho dù có thể chữa trị tốt, tôi tin là tâm thái vượt xa người thường của hắn cũng sụp đổ rồi. Trận chiến này vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chương 190, tự tìm đường chết hai. Nếu như đây là cuộc chiến sinh tử, có lẽ Tần Liên Thiên có cơ hội giết chết tôi, chỉ đáng tiếc là từ khoảnh khắc hắn hạ quyết tâm phá vỡ huyền quan của tôi thì hắn nhất định thua rồi. Chỉ cần cờ chiêu hồn vẫn còn trong huyền quan của tôi, huyền quan của tôi sẽ vĩnh viễn không bị phá hủy. Trừ khi có người có thể trực tiếp hủy diệt lá cờ chiêu hồn, mà điều này chắc chắn người thuộc cảnh giới như Tần Liên Thiên không thể làm được đâu. Đáng tiếc, tôi vẫn là không cách nào ước lượng uy lực của lá cờ chiêu hồn này rốt cuộc có thể mạnh đến nhường nào, bởi vì chân khí mà tần liên tiên chuyển nhập đến huyền quan của tôi căn bản không làm cho cờ chiêu hồn sản sinh nửa điểm phản ứng, như thể châu đất xuống biển vậy. Ếch đáy giếng không thể nói về biển, con sâu mùa hè không thể nói về băng, với đạo hành của tôi hiện tại không thể tìm hiểu nổi huyền cơ bên trong cờ chiêu hồn đâu. Cậu thật ngốc quá đi, có còn đau hay không? Đi xuống khỏi đấu pháp đài, Khương Tuyết Dương lập tức tiến tới quan tâm hỏi tôi sư phụ không sao tôi cười nụ cười chạm đến vết thương trên mặt tôi tôi đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh không cần dùng gương tôi cũng biết bây giờ trông tôi rất thê thảm ngũ lôi đánh lên người da thịt cháy xém toàn thân đều là vết thương dáng vẻ càng khó coi hơn ước chừng còn đáng sợ hơn cả ác quỷ đó chứ đều trách tôi đã xem nhẹ tần liên thiên sớm biết đã để cậu trực tiếp dùng cấm bộ rồi khương tuyết dượng tự trách không cần đâu tần liên thiên chẳng phải cũng không sử dụng cửu thiên lôi chú sao tôi rất hài lòng với kết quả hiện tại rồi. Thật ra tôi cũng rất hài lòng kết quả hiện tại, nếu như Tần Liên Thiên thật sự tế xuất cử thiên phong lôi chú của Trương Thiên Sư, tôi hoài nghi rằng thần niệm của phong thần chưa hẳn có thể bảo vệ được cậu. Khương Tuyết Dương nói, Trương Thiên Sư nửa bước nữa là thành thiên tôn, phong thần là chuẩn thiên tôn, nhìn thì phong thần nhỉnh hơn một bậc, tuy nhiên nếu thực sự chiến đấu, phong thần lại nhất định không phải là đối thủ của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư là thiên tài đạo môn, vạn pháp tinh thông. Núi Long Hổ chính nhất uy mãnh tồn tại trên thế giới hàng nghìn năm, không biết có bao nhiêu người cung phụng thần tượng Trương Thiên Sư, mà phong thần mặc dù có thần vị, lại không nhận được hương khói nhân gian. Sau hợp đạo, nếu như lại muốn nâng cao thực lực, chỉ có hai cách, một là tiếp tục tu hành tích hợp đại đạo, kiểm soát đại đạo pháp quy nhiều hơn. Ngoài ra còn có một cách là hưởng thụ hương khói cung phụng của nhân gian, đem sức mạnh của tín ngưỡng hóa thành đại đạo pháp quy. Trương Thiên Sư bởi vì tín đồ cực kỳ nhiều nên đã một tay thành lập nên chính nhất uy mãnh giáo, nửa bước thiên tôn của ông ta so với chuẩn thiên tôn vẫn có trọng lược, ngay cả đặt nhân đạo tổ đình trong hàm cốc quan, Trương Thiên Sư vẫn là một trong số những người mạnh nhất. Bởi vì vết thương của tôi rất nặng, chân khí cạn kiệt, không thể cùng từ song quyết chiến. Mà người của tiên đạo côn lôn rõ ràng cũng không nguyện ý để từ song dễ dàng chiến thắng, đã đem trận quyết chiến giữa tôi và từ song rời sang ba ngày sau mới tiến hành. Vừa trở về nơi ở của đệ tử toàn chân không lâu, liền có một đạo cô của côn lôn tiên đạo đến viếng thăm, cô ấy phụng theo mệnh lệnh của côn lôn tiên tử đến mang thuốc cho tôi vết thương của tôi tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng thuốc trị thương của toàn chân giáo không thể so với tiên đạo côn lôn được ngoài linh dược trị thương ngoài da ra còn có một viên dung chỉ đan giá trị vạn lượng vàng trên nhân gian dung chỉ đan có thể xóa sẹo giúp dung nhan hồi phục như lúc đầu loại linh đan này chân quý vô cùng thế nhân cũng chỉ biết nó tồn tại trong tiểu thuyết ngay cả khương tuyết dương cũng không nỡ lấy nó ra tôi tuy là nam nhân không để tâm đến dung nhan như nữ nhân, nhưng cũng không nguyện ý làm kẻ xấu xí cả đời. Đa tạ sư huynh, cung xin huynh thay mặt tôi cảm tạ côn lôn tiên tử. Phốc, sư đệ không cần khách khí, tiên tử nhà tôi nói rồi, nếu như vết thương ngoài của cậu điều trị không tốt, lúc kết hôn cô ấy sẽ không nỡ nhìn đâu. Ba ngày sau, thương tích của tôi đã hồi phục hoàn toàn, trong huyền quan tràn đầy chân khí. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, cũng là trận chiến quyết định túc mệnh của côn lôn tiên tử. Trận chiến này đối với đạo môn có ảnh hưởng rất lớn, sau khi võ đang đứng về phía phủ thiên sư, Khương Tuyết Dương đang gặp bất lợi nghiêm trọng. Nếu như để từ xong lấy côn lôn tiên tử, đối với phe cánh toàn chân giáo của Khương Tuyết Dương mà nói chính là họa vô đơn chí. Đến lúc đó, nếu như Thùy hỏa vẫn không có động thái gì lớn, Khương Tuyết Dương sẽ nhanh chóng bị dồn vào chân tường. Sự đối đầu giữa các phe cánh, thực lực cá nhân cũng không có tác dụng đâu. Uy năng của cá nhân có mạnh, cũng không mạnh bằng pháp trận trừ khi giống như phá quân khi đó một địch một vạn huống chi trong thời đại mạt pháp cũng không tồn tại người như vậy thực lực kém hoàn toàn có thể dùng đạo binh và pháp trận để bù đắp có tần liên thiên làm tấm gương trước đó từ xong không cố gắng phá hủy huyền quan của tôi hắn sẽ trực tiếp xuống tay với bổn tôn tôi dưới nguyên thần tất cả chỉ là kiến từ xong vừa lên đài đã sử dụng thần niệm của nguyên thần để áp bức còn tôi cũng trực tiếp sử dụng sức mạnh của mệnh cách thất sát từng bước từng bước động sát cơ chương 191, Thần Tiên Quyến Lữ 1. Từ song không cho tôi cơ hội ra tay trước, nguyên thần quá linh động, thần thức quá mạnh mẽ, mỗi suy nghĩ của tôi đều nằm trong suy đoán của hắn. Còn hắn thì thật sự có ý muốn giết tôi, cứ ra tay y như rằng sẽ là thuật pháp tàn nhẫn, nham hiểm nhất của đạo môn, tôi cũng vậy. Lúc quyết chiến với hàn lãnh, uy lực trong sát kiếm của tôi không được phát huy, quyết chiến với tần liên thiên cũng phải chịu rất nhiều kìm nén giống như thế, chỉ đành lấy cờ chiêu hồn trong huyền quan ra đánh cược với hắn. Còn khi đối mặt với từ song, sát ý của tôi tràn đầy, sức mạnh trong kiếm khí cũng được bùng nổ. Kiếm khí như cầu vồng, tung hoành khắp đài đấu pháp, bước ép khiến từ song chỉ có thể nhờ vào chân khí và bùa chú để chiến đấu với tôi, bởi vì tôi không cho hắn ta có cơ hội niệm chú thi pháp. Trong võ đạo có rất nhiều loại kiếm pháp có thể kết hợp một cách hoàn hảo với kiếm khí để tăng thêm uy lực. Ví dụ như bảo vũ kiếm mà Yến Trinh một kiếm hào thời Bắc Tống tạo ra, kiếm suốt như mưa, không thể ngăn cản có thể dựa vào kiếm khí để mở ra một phạm vi, đánh đến khi nhễ nhại đầm đìa, tôi thành công khiến cho từ song bị bao vây trong phạm vi kiếm khí của mình. Chặn hết kim quang bảo vệ cơ thể của hắn, ép hắn phải dùng liên tiếp ba lá bùa thần kim giáp mới có thể thoát khỏi vòng vây. Pháp thuật của võ đang mạnh ở chỗ biến hóa âm dương, sau đó điều động sức mạnh ngũ hành, dùng ngũ hành để khắc chế quy luật, dùng bất biến ứng phó vạn biến. Hắn giết kẻ địch bằng cách dựa vào thuật pháp ngũ hành thiên biến vạn hóa, nhưng kiếm khí của tôi không nằm trong ngũ hành nên hắn chỉ có thể dựa vào chân khí để chiến đấu với tôi ngay từ khi bắt đầu trận chiến đã bước vào trạng thái sôi sục chân khí của tôi và hắn cùng bị tiêu hao rất nhanh kiếm khí được sinh ra từ cảm ứng kết hợp của sát ý và chân khí nếu chân khí cạn kiệt kiếm khí cũng không thể thi triển ra được cho nên tôi phải giải quyết xong từ xong trước khi chân khí bị tiêu hao hết bởi vì tôi không đủ sức để đánh các trận tiêu hao chân khí của cảnh giới nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ tôi đấu không lại hắn ban đầu từ xong còn tưởng rằng có thể thắng chắc được tôi ra tay với tôi nhưng lại bị sát cơ trong kiếm của tôi bức ép bèn đổi sang thế phòng thủ muốn đợi tôi cạn kiệt chân khí rồi mới đánh lại đây chính là sức mạnh của sát kiếm đó sao tạ lan mạnh quá nếu hắn cứ mạnh như thế chắc chắn từ xong sẽ bại trận chỉ tiếc là chân khí của hắn chắc chắn cạn kiệt trước từ xong võ đang có sở trường sử dụng thay đổi âm dương lấy nhu khắc cương chỉ cần từ xong có thể thủ vững trước đòn tấn công của tạ lan thì chắc chắn có thể ôm được người đẹp về Trận chiến này cực kỳ quan trọng, không chỉ quyết định được Côn Lôn Tiên tử sẽ thuộc về ai, mà còn trực tiếp quyết định ai trong hai hệ phái lớn của đạo môn có thể thắng. Hơn nữa bởi vì trận đấu vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ sục sôi, đã làm cả quảng trường điện cử Thiên Huyền nữ bùng nổ. Đến cả các cao nhân mặt mày lạnh lùng cao cao tại thượng của Tiên đạo Côn Lôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ mấy người Hứa Tấn, Khô Mộc đạo trưởng, Mao Sơn trưởng giáo có vẻ mặt không chắc, mà ngay cả Khương Tuyết Dương cũng tỏ ra căng thẳng hiếm thấy thấy phạm vi kiếm khí của bạo vũ kiếm không thể bao vây được từ xong tôi bắt đầu sử dụng thất sát kiếm mà tôi tự sáng tạo ra thất sát kiếm được sinh ra sau khi tôi đọc hết toàn bộ kiếm phổ của các kiếm khách nổi tiếng trong võ đạo kết hợp với sức mạnh của mệnh cách thất sát trong thất sát kiếm sát tâm và chiến ý phải luôn đồng hành cùng nhau khi xuất kiếm chắc chắn sẽ phân định sống chết khương tuyết dương từng nói nếu tôi muốn dùng kiếm nhập đạo điều đầu tiên phải làm đó là hiểu được đã xuất kiếm là không hối hận Tuy rằng hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa xuất kiếm không hối hận nhưng lại tạo ra được bộ thất sát kiếm chặt đứt đường lui cho bản thân. Nếu không thể giết được kẻ địch thì chắc chắn bản thân sẽ phải chết. Giết, tôi hét lớn, tung chiêu đầu tiên của thất sát kiếm anh hùng vô lộ. Chiêu này mang theo sát cơ như vũ bão, kiếm khí lại càng mạnh mẽ dữ dội, dường như lúc nào cũng có thể xé toạc hư không. Từ song vốn có thể mượn sức mạnh của nguyên thần để phán đoán động cơ ra tay của tôi, đối phó một cách ung dung thoải mái, nhưng khi tôi xuất chiêu anh hùng vô lộ đầu tiên của thất sát kiếm, hắn đã lập tức hoang mang. Bởi vì chiêu này của tôi không có bất cứ thay đổi nào nhưng lại chặn đứng được mọi đường lui của hắn. Từ song cắn răng ngưng tụ chân khí trong huyền quan, sử dụng kiếm pháp sư trai chám để liều với tôi. Kiếm khí va chạm vào nhau làm phát ra chấn động kịch liệt, âm thanh nổ ra làm biến dạng không gian, thiếu chút nữa có thể phá vỡ hư không. Tôi và từ song đồng thời bị đánh lùi, nhưng không đợi hắn khôi phục lại, Chiêu thứ hai tứ diện sở ca của tôi đã xuất ra. Giết, trong thất sát kiếm, chiêu sau ác liệt hơn chiêu trước, không chỉ tiêu hao chân khí trong huyền quan của tôi, mà còn tiêu hao cả sức sống của tôi trong chân khí. Chương 192, Thần Tiên Quyến Lữ 2 Tôi có thể khẳng định mình sẽ thắng, chỉ là không biết tôi sẽ phải trả giá như thế nào để giành được chiến thắng đó thôi. Mỗi chiêu kiếm đều lấy đi sức sống trong cơ thể tôi, xuất kiếm càng nhiều, sức sống trong cơ thể tôi cũng sẽ càng ít. Đến kiếm cuối cùng, sức sống của tôi sẽ cạn sạch. Nói cách khác, thất sát kiếm của tôi là thứ không thể sử dụng, một khi sử dụng hết, tôi sẽ chết. May là chiêu tứ diện sở ca thứ hai của tôi khiến cho Từ Song bị thương nặng, kiếm khí đánh thẳng vào lồng ngực hắn, nếu không phải hắn đang mặc áo giáp hộ thân thì kiếm khí đã xuyên qua lồng ngực hắn rồi. Liên tục thi triển hai chiêu kiếm, sức sống của tôi mất đi rất nhanh, đồng thời sát ý của tôi cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Chiêu thứ ba Bích huyết chiến hồn xuất hiện, Tôi bay khỏi chỗ đang đứng, cơ thể nhào về phía từ song, thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay do không dung nạp được kiếm khí dày đặc như vậy nên đã bắt đầu phát ra âm thanh run dày. Giết, từ song cảm nhận được cái chết, lúc này gần như hắn đã dùng hết mọi cách, bồ thần kim giáp không thể dùng nữa, áo giáp hộ thân đã rách nát rồi, cho dù có sử dụng kim quang chú thì cũng sẽ bị tôi hóa giải. Nhưng khi kiếm này của tôi sắp chém xuống, tôi chợt phát giác thấy cơ thể từ song bất ngờ xảy ra thay đổi gì đó trên người hắn tuôn trào ra một lượng lớn khí đen, đồng thời khí thế của hắn cũng thay đổi mạnh mẽ, cho tôi một loại cảm giác giống như địa ngục. Ma ý, từ song hóa ma rồi, hóa ra hắn vốn không chặt đứt tâm ma ở động tâm ma mà đưa ma vào cơ thể, thứ hắn ngưng tụ không phải là nguyên thần mà là ma trùng. Nhân ma từ song, cho dù đã có người nhận ra bản chất của từ song, nhưng vào lúc này, tôi và hắn đã đang ở bờ vực của sự sống và cái chết, không phải hắn chết thì sẽ là tôi chết, cho dù là giao trì cung chủ người có tu vi cao nhất đến thì cũng không kịp can thiệp vào nữa. Từ Song bay người lên không trung, kiếm của hắn và tôi lại bắt đầu giao tranh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên đã lập tức phá vỡ hư không, điều này có nghĩa là năng lượng mà hai người chúng tôi kích phát ra đã đạt đến cảnh giới hợp đạo. Từ Song bị đánh mạnh rơi xuống đất, còn tôi thì bị đánh bay lên không trung như con diều đứt dây. Bị thương nặng thế này, sức sống còn lại vốn đã không nhiều của tôi càng mất đi nhanh hơn. Đồng thời, sát ý của tôi lần nữa bị chọc giận, đến mức thần thức của tôi không thể kiểm soát. Chiều thứ tư khỉ viết vô y được tung ra, giết, khỉ viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng thù. Đây là câu trích trong kinh thi, nghĩa là ai nói không có chiến bảo. Ta mặc chung chiến bảo với người, quân vương triều binh đánh giặc, sửa gươm giáo của ta, ta cùng vua chung mối thủ với kẻ địch. Kiếm này ngưng tụ ngàn vạn chiến ý vào cơ thể, coi cái chết như không kiếm từ ngoài trời bay đến, hướng về từ song trên đài đấu pháp. Từ song hóa ma, nhưng dù sao hắn cũng đã tu hành đạo pháp cả đời, ma chủng vẫn chưa trộn lẫn hoàn toàn với nguyên thần của hắn. Cho nên khi đối mặt với kiếm thứ tư của tôi, hắn cũng thoáng lộ ra vẻ do dự, như đang có giao chiến thiên nhân giữa đạo và ma trong nội tâm. Kiếm của tôi đâm thẳng xuống đỉnh đầu hắn trong khoảnh khắc tinh thần của hắn đang dao động. Sau đó, tôi buông chuôi kiếm, chậm rãi rơi xuống trước mặt từ song. Sử dụng liên tiếp bốn kiếm, cộng với việc bản thân vốn đang bị thương, cơ thể của tôi đã yếu ớt đến cực điểm, còn không đủ sức quay người nhìn hắn. Với đạo hành hiện giờ của tôi, bốn kiếm đã là cực hạn rồi, cho dù không bị thương thì cũng không xuất được kiếm thứ năm. May mà mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi nghe thấy âm thanh huyền quan của từ song bị vỡ vụn, sau đó lại nghe thấy tiếng thi thể của hắn đổ rầm xuống đất. Tạ Lan Thắng, người của Côn Lôn Tiên Đạo tuyên bố, còn tôi sau khi nghe được âm thanh này, cơ thể cũng mềm nhũn rồi ngất đi. Trước khi ngất tôi thoáng thấy có hai bóng người bay về phía tôi, một người là Khương Tuyết Dương, người còn lại là Côn Lôn Tiên Tử. Lúc tôi tỉnh lại thì đã đang nằm ở một nơi trên vân đài rồi. Tiên khí bay bay, sương mù lượn lờ, tai nghe thấy có người đang đàn một khúc nhạc cổ, âm thanh tuyệt đẹp luân chảy vào tâm hồn. Tôi cố gắng ngồi dậy, phát hiện người đang đàn khúc nhạc cổ chính là Côn Lôn Tiên Tử. Cô ấy quay lưng về phía tôi, mái tóc dài mềm mại thướt tha bay trong gió, ống tay áo choàng rộng rãi bay phấp phới nhìn bóng lưng xinh đẹp lay động trước mắt nghe âm thanh trời ban do cô ấy tạo ra nhất thời tôi quên mất bản thân đang ở đâu quên hết sạch mọi chuyện trong trần thế khiến tôi có cảm giác bằng lòng chặt đứt mọi loại tình duyên từ nay ở lại côn lôn làm một đôi thần tiên quyến lữ với cô ấy mãi cho đến khi khúc nhạc dừng lại tôi mới bừng tỉnh tôi thầm nghĩ thảo nào nhiều người cưới côn cô lôn tiên tử như vậy mà cuối cùng đều chẳng có ai biết đến sự dịu dàng ấm áp này thật đúng là mồ chôn anh hùng Cảnh này tình này càng khiến tôi nhớ đến một câu viết trên kiếm phổ của một vị kiếm khách nào đó, ta khuyên ra bại sản mới mua được một thanh kiếm, chuẩn bị uống bát rượu để lên đường, đúng lúc thấy người cười ở bàn bên cạnh, từ đó lòng ta chẳng còn thiết tha giang hồ. chương 193, Côn Lôn Ngọc Lão 1 Dường như nhận ra động tĩnh của tôi, Côn Lôn Tiên Tử quay đầu lại. cúi đầu trao mày, bàn tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng thốt ra vài từ cậu tỉnh rồi. Lần gặp đầu tiên ở Đàm Cửu Long, cô ấy cho tôi cảm giác của một cao nhân ngoại thế, một câu nói có thể làm thiên hạ đạo môn kinh sợ, mà hiện tại lại là một cô gái hoàn toàn khác. Lúc này trăng sáng treo cao, ánh trăng dọi vào khuôn mặt cô ấy, không thể phân biệt được là ánh trăng soi sáng cô ấy hay cô ấy chiếu sáng trăng kia nữa. Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào cho phải, liền hỏi cô ấy đoạn nhạc cô ấy vừa mới chơi là khúc gì. Nguyên Duệ Tiên Linh Khúc, nó có lai lịch gì không? Khúc này là do tôi tự soạn, tên của tôi là Nguyên Duệ, mộ dung Nguyên Duệ tên húy của côn lôn tiên tử không phải ai cũng có thể biết cô ấy nói cho tôi biết khuê danh của mình chính là nói rõ ý định thật sự ủy thác trọn đời cho tôi lòng tôi một mảng mờ mịt im lặng một lúc tôi liền hỏi cô ấy đây là nơi nào nơi đây là côn lôn trích tiên đài cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó mộ dung nguyên duệ đáp sư phụ của tôi thì sao sư phụ của cậu vẫn chưa xuống núi bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy cô ấy đi phía trước dáng vẻ yêu kiều tôi ở phía sau cúi đầu không dám nhìn thêm bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là ý nghĩ làm sao để đào hôn mà thôi trích tiên đài là trọng địa tu hành của nội môn côn lôn tiên đạo không phải là nơi mà người bình thường có thể vào phong cảnh nơi đây đẹp hơn bất kỳ thần tích nào tôi từng gặp qua thật sự là như mơ như mộng lúc đi qua tiên nhai tức là vách đá tiên mộ dung nguyên duệ dừng bước chỉ về phía hào quang mở ảo trên tiên nhai nói với tôi nơi đó chính là cây ngọc thọ duy nhất còn sót lại của côn lôn côn lôn ngọc thọ tiên âm tư minh dường như để hồi đáp lại lời của mộ dung nguyên duệ cô ấy vừa dứt lời tôi liền nghe thấy tiên âm huyền diệu của những hạt châu lớn nhỏ rơi trên đĩa ngọc không kìm lòng được mà bước đến chiêm ngưỡng ngọc thủ cao một mét các nhánh cây đều là ngọc bích dễ là mặc ngọc tức là ngọc đen tuy chỉ là vật nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác chúng sinh có linh hồn lá ngọc đung đưa theo gió tạo ra tiên âm giống như một dòng nước xuân chảy vào tim vậy mộ dung nguyên duệ nói với tôi Ngọc thụ vốn là bạch ngọc trong trắng không tì vết, màu của nó cứ 8.000 năm sẽ đổi một lần. Lúc trước, khi tạ Lưu Vân đến Côn Lôn vẫn là loại bang xanh ngọc lưu ly, năm nay mới hóa thành ngọc bích đen. Đợi đến lúc toàn bộ đều hóa thành mặc ngọc, ngọc thụ đã già rồi, đến lúc đó sẽ không thể tạo ra tiên âm nữa. Ngọc mà cũng già đi sao? Tôi hỏi, cũng như trời có tính trời sẽ già, huống chi nhọc thụ vốn lại đa tình chứ? Lúc nói ra câu này, trên mặt cô ấy lộ ra một phần bi thương, lại không biết là tự thương cảm cho mình hay cảm khái cho vị cung chủ giao đài kia. Cung chủ giao đài là minh châu thiên kiêu của tiên đạo ở nhân gian, mà tạ Lưu Vân lại là thiên hạ hành tẩu kinh diễm nhất của nhân đạo. Cung chủ giao đài vì tạ Lưu Vân mà định sẽ mang ngọc thủ làm xính lễ, có thể thấy bà ấy đã thật sự động tấm chân tình với tạ Lưu Vân. Nhưng mà tạ Lưu Vân lại vì vận khí của nhân đạo, không dám cưới bà ấy. Thử tâm hiệu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà sứ bất côn lôn tâm này trong sáng như ánh trăng khắp thế gian nơi nào cũng có thể là côn lôn có thể nói ra câu này cho thấy trong tim tạ lưu vân cũng luôn nhớ đến cung chủ giao đài rõ ràng là yêu nhau nhưng số mệnh đã định không thể ở bên nhau chúng tôi đi rất chậm trên đường đi qua một đình đài mộ dung nguyên duệ lại dừng bước nói với tôi đình đài này chính là nơi năm đó cung chủ giao đài cùng tạ lưu vân luận đạo trên đình đài có mảng bám có bốn chữ được viết bằng vàng mỏng lưu vân vô tâm minh nguyệt hữu tình Lưu Vân vô tâm, con đường nhỏ này dẫn đến nơi ở của toàn chân giáo bọn cậu, tôi đưa cậu đến đây thôi. Thương thích của cậu đã bình phục, ngày mai cậu và sư phụ của cậu hãy cùng nhau đến cung giao đài để bàn về hôn sự của chúng ta nhé. Được, tôi đáp một từ được, đứng tại chỗ nhìn cô ấy rời đi. Tu vị của cô ấy vẫn cao hơn so với Khương Tuyết Dương, lúc rời đi không thi triển bất kỳ thân pháp nào, chỉ bước từng bước như vậy rời đi, giống như cố ý để tôi thấy bóng lưng lẻ loi một mình của cô ấy vậy. Lúc tôi về đến đình viện nơi này chỉ còn lại người của toàn chân giáo bọn tôi thôi, những đạo thống khác đều đã xuống núi rời đi rồi. Hứa tấn đen mặt xuống núi, võ đang cũng mất mặt như thế. Từ sau ngưng tụ ra nguyên thần vốn là vinh quang của võ đang, nhưng việc hắn hóa ma lại khiến võ đang nhục nhã. Hiện tại trên dưới toàn chân giáo đều đang mong đợi hôn lễ của tôi và côn lôn tiên tử, đương nhiên, thứ bọn họ để tâm hơn chính là của hồi môn của côn lôn tiên tử. Của hồi môn của côn lôn tiên tử có thể làm lật ngược tình thế của những đạo thống vừa và nhỏ hiện tại, mà toàn chân giáo bản thân đã là một đạo giáo lớn trong đạo môn, lần này nhất định có thể lại lên một tầm cao mới rồi. Sự đối đầu giữa toàn chân giáo và phủ thiên sư trước đây đều đến từ danh tiếng của Khương Tuyết Dương, nếu như đã đạt được của hồi môn của Côn Lôn Tiên Tử, tình thế không thuận lợi cũng sẽ được san bằng triệt để. Vấn đề trước mắt là liệu tôi có khả năng mang của hồi môn về núi Trung Nam hay không. Chương 194, Côn Lôn Ngọc lão hai. Sư phụ, tôi hành lễ với Khương Tuyết Dương sau khi gặp mặt Côn lôn thật sự vì cậu mà không tiếc lòng, họ vậy mà đã dùng long mạch nguyên lực để cứu sống cậu đó. Long mạch nguyên lực, ưng, hôm đó sau khi cậu hôn mê, sinh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nếu không có long mạch nguyên lực của tổ long chữa thương cho cậu, thì đời này cậu cũng đừng nghĩ tới việc tỉnh lại nữa. Long mạch là chỉ dãy núi chập trùng, long ở đây là chỉ rồng trong phong thủy. Trong phong thủy cho rằng, đất là thịt của rồng, đá là xương rồng, thảo mộc là lông tóc của rồng. Muốn tìm rồng, trước tiên nên tìm dãy núi nơi tổ tông phụ mẫu, kiểm tra khí mạch biệt sinh khí, phân chia âm dương. Núi Côn Lôn là tổ tiên của vạn núi, là cái nôi của Long Mạch, là tổ của rồng, Long Mạch bắt nguồn từ Côn Lôn kéo dài đến vùng đất Cửu Châu. Lúc đầu thiên đạo giáng xuống sinh cơ cho chúng sinh, chính là đem sinh cơ chuyển nhập vào trong Long Mạch của Côn Lôn Tổ Long, lại từ mạch Tổ Long chuyển đến các Long Mạch khác, nuôi dưỡng vùng đất Cửu Châu. Cái gọi là Long Mạch nguyên lực chính là kho tàng lớn nhất của Côn Lôn, cũng chính là lý do tại sao tiên đạo lại đặt tổ đỉnh nơi này. Long mạch nguyên lực cực kỳ quý giá, đến cả đệ tử côn lôn tiên đạo không phải ai cũng có tư cách hưởng được dưỡng chất từ long mạch nguyên lực. Long mạch nguyên lực ngoài có thể nuôi dưỡng sinh cơ, còn có thể tẩy lông tóc, đốn xương tủy, thay ra đổi thịt, giúp cho sinh cơ của con người càng thêm dồi dào. Đối với bản thân việc tu hành mà nói, long mạch nguyên lực lại có tác dụng không quá lớn. Bởi vì tu đạo chính là tu thức thần nguyên thần, đạo tâm, không liên quan đến việc bên trong cơ thể có bao nhiêu sinh cơ. Nhưng tôi thì khác, long mạch nguyên lực này đối với tôi hiện tại mà nói rất có lợi. Nếu như sinh cơ của bản tôn tôi không đủ lớn mạnh, căn bản là không thể sử dụng thất sát kiếm một cách hoàn chỉnh được. Trước khi tôi mượn kiếm nhập đạo, thân xác hóa thánh, thì long mạch nguyên lực có thể nói là cơ duyên lớn nhất của tôi ở nhân gian rồi, đặc biệt là sau khi tôi tạo ra sát kiếm. Bởi vì sát kiếm không chỉ làm tiêu hao chân khí, mà mỗi lần xuất kiếm đều sẽ lấy đi một phần sinh cơ của tôi. Bộ kiếm pháp này không có đường lui, chặt đứt đường lui, giết một nghìn địch thì tự tổn hại bản thân 800 rồi. Nghe Khương Tuyết Dương nói đến việc này, tôi lập tức ngồi xếp bằng, cảm nhận sự biến hóa bên trong cơ thể. Sau một phen lĩnh hội, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dồi dào không ngừng lưu chuyển, tôi hiện tại tuyệt đối tự tin thi triển kiếm thứ năm của thất sát kiếm rồi. Kiếm thứ tư của thất sát kiếm đã có thể giết chết từ song thuộc cảnh giới nguyên thần, nhưng lại không biết uy năng của kiếm thứ năm sẽ có uy lực gì đây tôi từ dưới đất đứng lên trong lòng vui mừng không nghĩ tới rằng của hồi môn còn chưa thấy mà côn lôn tiên đạo đã tặng tôi phần đại lễ này trước rồi cậu cũng đừng vội mừng việc này rắc rối to rồi đó nói không chừng đến việc xuống núi côn lôn cậu cũng không thể khương tuyết dương nói sao vậy sư phụ còn không phải là do tạ lưu vân năm đó gây tội hay sao ông ta tự mình không biết xấu hổ hiện tại côn lôn tiên đạo đã có vết xe đổ trước đó trước khi cậu và côn lôn tiên tử kết hôn cậu không những không được thấy của hồi môn đến cả núi côn lôn cậu cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi vậy bây giờ phải làm sao đây tôi cũng không biết tôi thấy côn lôn tiên tử cũng đáng thương cô ấy với cậu là trời sinh một cặp nhưng tôi lại không muốn thủy họa phải tổn thương sư phụ hay là chúng ta hủy hôn đã có long mạch nguyên lực chúng ta cũng không tính là đến đây vô ích rồi hủy hôn sao cậu đây là nghĩ người của côn lôn tiên đạo không cần thể diện hả Khương Tuyết Dương nói, hủy hôn chẳng khác nào thẳng thừng tát vào mặt người của côn lôn tiên đạo cả. Mặc dù ở thời đại mạt pháp tiên đạo không dễ dàng xuất thế, nhưng nếu tôi thật sự hủy hôn, người khác thì không nói, nhưng cung chủ giao đài nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Với bản lĩnh của bà ấy, tôi có lẩn trốn ở núi Trung Nam đi chăng nữa, Khương Tuyết Dương cũng không bảo vệ được tôi đâu. Khương Tuyết Dương đều vì chuyện này mà lo âu, bản thân tôi lại càng không có cách nào. Thùy họa phận nữ không gả hai chồng, tôi cũng không thể phá vỡ điều đó ngày thứ hai tôi cùng khương tuyết dương đi đến cung giao đài lúc này cung giao đài toàn bộ đã được trang trí mới để nghinh đón hôn sự của tôi và mộ dung nguyên duệ treo đèn kết hoa làm nhân gian hương hỏa khí thêm vài phần trong cung giao đài người của côn lôn tiên đạo ngồi ngay ngắn tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ mộ dung nguyên duệ mặc một thân tiên bào rực rỡ dịu dàng ngồi ở đó sau khi tôi vào liền hành lễ với cung chủ giao đài trước tiên mà cô ấy cũng tiến đến Khương Tuyết Dương làm lễ. Cô ấy và Khương Tuyết Dương vai vế ngang nhau, luận về đạo hành thì cô ấy còn cao hơn Khương Tuyết Dương, vậy mà cô ấy lại hành lễ theo vai vế đệ tử. Đây rõ ràng là cô ấy đã vì tôi mà tự hạ thấp thân phận của mình rồi. Chương 195, Hồng Nhan thịnh nộ 1. Trước khi đến đây Khương Tuyết Dương đã nói với tôi, lựa chọn thế nào là do tôi quyết định. Cô ấy không can thiệp, cũng can thiệp không nổi, chỉ nhắc nhở tôi Việc Côn Lôn tuyển rể này nhìn như thế nào cũng có mùi âm mưu, đặc biệt là thanh kiếm vô danh kia. Lúc trước ở Đàm Cửu Long, Mộ Dung Nguyên Duệ đã từng nói với Khương Tuyết Dương một câu ý vị không rõ ràng, cô ấy nói trong mắt của thế nhân Khương Tuyết Dương mời thần hạ phàm là thần minh hiển linh bảo vệ, mà trong mắt của Côn Lôn Tiên Đạo bọn họ lại không đơn giản như vậy. Sau đó vì sự việc của Tam Mao quán, Khương Tuyết Dương để lộ ra cảnh giới hợp đạo, công nhiên đối đầu với Phủ Thiên Sư xé vạc đạo môn tu vị của cô ấy càng khơi dậy sự cảnh giác của côn lôn tiên đạo hiện nay nhân đạo đã không còn tạ lưu vân nữa căn bản là không ai có thể kiềm hãm khương tuyết dương cả trừ khi là người của tiên đạo mới có thể áp chế được khương tuyết dương mà ứng cử viên sáng giá nhất chính là mộ dung nguyên duệ thời đại mặt pháp côn lôn không xuất thế mộ dung nguyên duệ muốn xuống núi chỉ có thể làm côn lôn tiên tử gả cho người ta mà thôi chỉ là chúng tôi đến nay vẫn nghĩ không thông nếu như côn lôn tiên đạo đã đoán ra thân phận của khương tuyết dương có thể dùng biện pháp khác để đối phó với cô ấy, hà tất lại để mộ dung nguyên duệ hy sinh như vậy chứ. Tôi và mộ dung nguyên duệ ngồi cạnh nhau, trông giống như một cặp vợ chồng thần tiên vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, con mắt chọn đồ đệ của Khương hành Tẩu thật tốt. Tạ lan này lúc vừa lên núi, tôi đã cảm thấy tâm tính cậu ta rất tốt, cùng với từ song đấu một chấn đó càng khiến tôi liên tưởng đến thuần dương kiếm tiên tuyệt thế vô song được ghi chép trong đạo tàng đó nha. Cung chủ giao đài mở lời, cung chủ quá khen rồi, tạ lan chẳng qua chỉ là người tầm trung mà thôi. Khương Tuyết Dương đáp, Khương Hành Tẩu không cần khiêm tốn, sát kiếm trong thời đại mạt Pháp người thường há có thể lĩnh ngộ được đâu. Tạ Lan không chỉ kiểm soát kiếm khí vô cùng tinh tế, điều khiến người ta tán dương nhất là cậu ta còn có thể dung hợp kiếm khí với kiếm pháp võ đang kia. Một vị côn lôn lão đạo nói, lời của sư huynh nói chí phải, một đạo sĩ trung niên bên cạnh lão đạo phụ họa theo, sau đó lại quay đầu nhìn tôi nói, Tạ Lan, cậu chảm từ xong bốn kiếm đó, Tôi sau đó đã lục tìm tất cả kiếm phổ của võ đạo nhưng đều không tìm ra Lai Lịch, không biết đó là kiếm pháp gì vậy. Là do tôi tự mình nghĩ ra, tôi thành thật nói, tôi không quá khiêm tốn, trong cung giao đài đều là tiền bối cao nhân, tùy ý chọn ra một người đều có thể cùng sư phụ Khương Tuyết Dương của tôi đấu pháp luận đạo, quá mức khiêm nhường trong mắt bọn họ chính là ngạo mạn. Bốn kiếm đó của cậu kiếm sau sát cơ lại càng mạnh hơn kiếm trước, không có sự hối tiếc khi xuất kiếm. Xem ra tôi vẫn còn đánh giá thấp cậu rồi, chỉ dựa vào bốn kiếm này ở thời đại mạt pháp cậu là người có cơ hội mượn kiếm nhập đạo nhất rồi đó đạo sĩ trung niên đầy tán thưởng tạ lan kiếm thứ tư này của cậu sát cơ quá mạnh thiên đạo tổn hại có thừa mà tu bổ lại không đủ chắc hẳn đối với bản thân cậu cũng có hung hiểm rất lớn đúng chứ lão đạo đầu tiên nói đúng vậy tôi đáp sau đó tôi đã từng kiểm tra thương tích của cậu phát hiện vết thương của cậu quá nửa là không phải do từ song gây ra lão đạo nói tôi không phải là đối thủ của từ song đành phải tự dùng mạng đổi mạng mà thôi xem ra hai vị đạo sĩ này rất có hứng thú với kiếm pháp của tôi thực tế ở thời đại mạt pháp người tơ tư tưởng tới sát kiếm rất nhiều chỉ là bởi vì sát tâm khó thành đại đa số mọi người đều từ bỏ rồi mượn kiếm nhập đạo đã trở thành giấc mơ ngoài tầm với lúc tôi vừa bước vào vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không thiện cảm bởi vì nhìn như thế nào thì tôi cũng không xứng với mộ dung nguyên duệ cô ấy hợp đạo tôi huyền quan cảnh giới tranh lệch quá lớn hiện tại sau khi được hai vị đạo sĩ nói tượng huyền cơ kiếm pháp của tôi nhưng ánh mắt không thiện cảm tại đây đã dịu đi nhiều rồi huống chi nếu tôi không dùng thất sát kiếm lấy mạng đổi mạng chém chết từ song mộ dung nguyên duệ đã thành vợ của hắn rồi từ song che giấu quá tốt nếu không phải tôi ép hắn vào đường cùng hắn đã không bạo phát ma ý sung thiên rồi nếu như côn lôn tiên tử gả cho tà ma yêu nhân loại sỉ nhục này so với tạ lưu vân không cưới còn đáng xấu hổ hơn mấu chốt quan trọng nhất là Thanh danh của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Trong cung giao đài lúc này là một bầu không khí ôn hòa, mà ánh mắt cung chủ giao đài nhìn tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ càng mang theo ý cười. Giao chỉ bần hàn, không sánh bằng thần tiên quyến lữ trăm năm giang hồ. Hôn sự của Tạ Lan và Duệ Nhi tôi rất mực yêu thích, Khương Hành tẩu nghĩ sao? Vấn đề chính đến rồi đây, cung chủ giao đài ý vị thâm sâu nhìn Khương Tuyết Dương nói. Mộ Dung tiên tử tài năng vô song, nhan sắc như tiên nữ. Tạ Lan có thể lấy cô ấy làm vợ là phúc phần mấy đời, tôi tất nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ là, hôn nhân đại sự vẫn nên xem tâm ý của cậu ta thế nào mới phải. Khương Tuyết Dương đáp, chương 196, Hồng Nhan Thịnh Nộ 2. Ồ, Khương Hành Tẩu nói phải. Vậy thì, Tạ Lan, cậu có nguyện ý lấy Duệ Nhi làm vợ không? Lời này vừa hỏi ra, tất cả mọi người tại đây đều quay sang nhìn tôi. Côn lôn tuyển dễ trước giờ chưa xuất hiện việc không gả được côn lôn tiên tử, trừ tạ Lưu Vân năm đó. Đầu tiên là vì mỗi đời côn lôn tiên tử đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thứ hai là không ai có thể cự tuyệt của hồi môn mà côn lôn tiên đạo đưa ra cả. Mộ dung nguyên duệ xinh đẹp khó tả, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu nói tôi không cảm nắng cô ấy thì là lừa người dối mình, nhưng cô ấy có đẹp đến đâu thì cũng không có duyên cùng tôi, bởi vì tôi đã có lâm thủy họa rồi. Cho dù nữ tử trên nhân gian có đẹp, trong lòng tôi ai cũng không đẹp bằng phá quân của tôi cả mộ dung nguyên duệ có thể khiến tim tôi sao động mà thùy họa mỗi lần tôi nhớ đến cô ấy đều là cảm giác huyết mạch tương liên cô ấy mới là người mà tôi muốn cưới nhất lúc đầu tôi còn do dự không quyết nhưng dưới trăm ánh mắt đang dõi theo từ tận đáy lòng tôi lại sinh ra dũng khí bất tận ngay sau đó tôi trực tiếp đứng dậy nói với cung chủ giao đài tạ lan e rằng sẽ phụ ý tốt của tiên tử rồi cậu nói cái gì cơ cung chủ giao đài hơi giật mình hỏi tôi lại một câu tôi không nguyện lấy mộ dung nguyên duệ làm vợ lời này thốt ra toàn bộ cung giao đài lặng như tờ sau khoảnh khắc kinh ngạc sửng sốt tất cả mọi người phẫn nộ vô cùng không ai ngờ sẽ phát sinh sự tình như thế này nơi này là tổ đình côn lôn tiên đạo ngày trước cho dù là tạ lưu vân năm đó cũng không dám làm ra loại chuyện thế này ông ta đào hôn còn tôi là từ hôn bang bổn tôn mộ dung nguyên rượuệ thần tình không thay đổi nhưng chén ngọc trong tay cô ấy hóa thành bột duy chỉ có cung chủ giao đài vẫn có thể giữ bình tĩnh như cũ thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn mang theo vài phần khó hiểu, tôi nghĩ bà ấy có lẽ là nhớ đến tạ Lưu Vân. Tại sao cậu lại không nguyện ý, im lặng hồi lâu, vẫn là cung chủ giao đài phá tan sự im lặng. Hữu duyên vô phận, tôi đáp, ha ha, hay cho câu hữu duyên vô phận, sợ là trong lòng cậu vẫn thương nhớ Hoàng Hà nương nương kia nhỉ. Mộ dung nguyên rời cuối cùng cũng không thể kiềm nén cảm xúc, đứng lên cười lạnh nói với tôi. Việc này không liên quan đến cô ấy, là do bản thân tôi không nguyện ý mà thôi. Tôi lúc này đã không dám nhìn thẳng vào sự giận dữ của cô ấy nữa. Tạ Lan, Tiết Hạ Nguyên lúc đến Đàm Cửu Long tôi đã từng nói với cậu, nếu như cậu và phá quân kia của Ma đạo tiếp tục có nửa điểm dính dáng, tôi sẽ tự tay lấy đi cái mạng của cậu, tôi hy vọng cậu vẫn còn nhớ câu nói đó của tôi. Tôi vẫn nhớ, tôi đáp, rất tốt, nhưng cho dù tôi không hợp mắt cậu, thì hôm nay cậu vẫn phải kết hôn với tôi. Tại sao chứ? Cậu cho rằng mộ dung nguyên duệ tôi không cần mặt mũi nữa sao? Mộ dung nguyên thần phát tiết phẫn nộ ánh mắt nhìn tôi nồng đậm sát sơ, mà trong cung giao đài này lại không biết có bao nhiêu người đang muốn xé xác tôi thành từng mảnh đây. Hơn 100 năm trước, chắc hẳn tạ Lưu Vân cũng đã bị toàn bộ côn lôn tiên đạo căm ghét như tôi ngày hôm nay. Chỉ là ông ta có đạo hành tài năng xuất chúng, dù không cưới, người của côn lôn tiên đạo cũng không có cách nào gây khó dễ ông ta. Còn tôi tuy không có thực lực như ông ấy, nhưng lại làm ra loại chuyện tương tự. Tạ Lan, cậu có biết, nếu Duệ Nhi không vì cậu mà cầu đến Long Mạch Nguyên Lực, cậu chắc chắn đã thành phế nhân rồi không? Cung chủ giao đài ngữ khí trầm chậm, chậm nói, ơn cứu mạng, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tôi sợ sẽ làm lỡ cuộc đời của tiên tử. Tôi nói, nếu cậu đã không định cưới cô ấy, tại sao lúc đầu lại phải tham gia côn lôn tuyển dễ chứ? Côn lôn tuyển dễ vốn là để làm suy yếu vận khí đạo môn tôi, tôi muốn học theo tạ Lưu Vân năm đó. Tôi trực tiếp thừa nhận, lời này thốt ra, bên trong cung giao đài lại tăng thêm vài phần sát cơ. Tạ Lưu Vân để lại cho Côn Lôn Tiên Đạo nỗi nhục trăm năm không quên, mà tôi lại cố ý nhắc đến việc này ngay trước mặt vô số cao nhân tiên đạo. Thần niệm áp bức vô cùng vô tận đến từ tứ phương tám hướng, khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Khương Hành Tẩu, tôi biết toàn chân giáo các cô còn có nhiều việc, cô hiện tại có thể quay về rồi. Tất cả việc phát sinh ở cung giao đài hôm nay, liên quan đến thể diện của Côn Lôn Tiên Đạo chúng tôi, vẫn là mong Khương Hành Tẩu không nói những gì không nên nói. Cung chủ giao đài không nhìn tôi nữa mà nhìn sang Khương Tuyết Dương nói một phen, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Khương Tuyết Dương có thể xuống núi nhưng tôi thì nhất định phải ở lại côn lôn rồi. Tạ Lan là đồ đệ thân của tôi, tôi không muốn cậu ta gặp chuyện. Khương Tuyết Dương bình tĩnh nói, điều này Khương Hành Tẩu không cần lo lắng, côn lôn tiên đạo chúng tôi vì cứu cậu ta mà đến long mạch nguyên lực cũng sẵn lòng mang ra, sao lại có thể làm hại đến tính mạng cậu ta được. Côn lôn có vực sám hối, khi nào tạ lan hồi tâm chuyển ý, khi đó mới được rời côn lôn. chương 197, Thần Tính Vi Phong 1 Cung chủ giao đài đã kiên quyết như vậy, Khương Tuyết Dương cho dù không tình nguyện đến đâu cũng không còn cách nào khác. May mà, lúc Khương Tuyết Dương xuống núi, tiền đạo côn lôn cho phép tôi tiến cô ấy đi. Tạ lan, côn lôn chính là nơi canh kim trong thiên hạ ngưng tụ thành, kiếm chủ sát phạt, canh kim cũng như vậy, ở lại côn lôn tu hành đối với cậu mà nói ngược lại là một chuyện tốt đấy. Giải thích, mệnh canh kim, Phần lớn mang sát khí. Canh thuộc Dương Kim, tượng là thiết trụ kinh thiên, thanh bảo kiếm sắt, dao kiếm, khoáng sản, sắt thép cứng, lò luyện kim, vũ khí. Có tính chất cứng chắc, kiên cố nhưng cũng có tính chống đối, tranh thắng. Hết giải thích, tôi chỉ lo lắng cho Thùy Hỏa thôi. Có tôi ở đây, cậu lo lắng cái gì? Nhân đạo bây giờ phân tán rời rạc, tiền đạo không xuất thế, cô ấy chỉ cần canh giữ ở Hoàng Hà, kẻ nào có thể làm khó cô ấy chứ? không phải cô nói cô ấy muốn đợi sau khi côn cô lôn chọn rể kết thúc sẽ ra tay với âm ti sao? Tôi hỏi, điều tôi lo lắng nhất chính là việc thủy họa đi âm ti. Âm ti chính là vùng đất của người chết, cấm kỵ rất nhiều. Ngoại trừ khu vực mà ngũ phương quỷ đế quản lý không được tùy tiện xông vào ra, bản thân thành phong đô đã có đại tướng sinh tử luân hồi thủ hộ, 18 tầng địa ngục, minh phủ huyết hải, tu la giới, cửu u tuyệt địa, vực trả hồn, không có nơi nào không phải là vạn phần nguy hiểm. Có vài chỗ cấm địa, dù là thiên tôn vào rồi mọc cánh cũng khó thoát. Mà đạo tổ sư ban đầu chính là tử chiến ở vực trả hồn đó, mà phá quân cũng chết tại bờ sông Vong Xuyên. Điều quan trọng nhất là, âm ti và thiên đình đều là người đại diện của thiên đạo. Thiên đình quyết định nhân luân cương thường, âm ti quyết định lục đạo luân hồi. Vì thế năm đó lúc đạo môn phân tranh, cho dù bề ngoài sức mạnh chiến đấu của âm ti nhìn có vẻ rất yếu ớt, cũng chẳng có bên nào dám xuất binh đánh âm ti. Nếu như Thùy Họa chỉ đi thành chết oan thì còn may ra, bởi vì thành chết đoan tuy rằng cũng nằm ở âm ti nhưng lại không thuộc sự quản lý của âm ti. Nếu đi nơi khác, kinh động đến mấy thứ vốn dĩ không nên tồn tại ở thời đại mặt Pháp, thì đúng thật là rất nguy hiểm nha. Ngũ phương quỷ đế của âm ti từng người đều mang sức mạnh chiến đấu của thiên tôn, còn có sứ giả giám sát lục đạo cũng là tu vi thiên tôn. Ngoại trừ thế lực quan chức chính thống của âm ti, âm ti còn ẩn tàng vô số sinh vật cực kỳ hung hãn. Tỷ như hành thi hán bạt đệ nhất chứng đạo của thiên địa gian, quỷ mẫu của phồn diễn bách quỷ, U Minh Quỷ Vương, những thứ tàn độc ngu dốt này thiên tôn gặp chúng cũng phải phát sầu. Giống như Dương Gian, Dương Gian có ma đầu mà đạo môn không quản được, âm ti cũng có những thứ đó. Nghe tôi hỏi đến âm ti, Khương Tuyết Dương Cao Mày nói chuyện của âm ti hơi khó xử lý một chút, đợi sau khi tôi xuống núi sẽ nghĩ cách liên lạc với Thủy Họa, nếu cô ấy nhất quyết phải làm vậy, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ là không biết thực lực của Thủy Họa hiện giờ như thế nào rồi. Tôi hỏi, phá quân trăm trận không chết, cũng giống như kiếm của cậu vậy, càng chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Kiếp trước của phá quân đã như vậy, Thủy Họa ở kiếp này cũng như thế. Lúc ở Đàm Cửu Long cô ấy còn an toàn thoát thân, thì bây giờ càng không có ai có thể giữ nổi chân cô ấy nữa đâu. Nhưng Âm Ty còn có mạnh bà thiên tôn mà, mạnh bà đã ra tay một lần rồi, nếu như còn ra tay với Thủy Họa lần nữa, lẽ nào thật sự cho rằng ma đạo ta không có thiên tôn sao? Sư phụ, đạo hành của cô bây giờ như thế nào rồi? Tôi hỏi Tham lang của Ma đạo chỉ luận mưu mô tính toán, không ai biết rõ sức mạnh chiến đấu thực sự của cô ấy. Tôi không hề lợi hại như Phá Quân đâu nha, nếu không phải vậy cũng sẽ không dương mắt nhìn côn cô lôn giữ cậu ở lại rồi. Tôi lo là người của phủ Thiên sư sẽ âm thầm ra tay với cô đó. Tôi nói ha ha, cậu yên tâm đi, tuy rằng tôi không lợi hại bằng Phá Quân, cũng không phải là quả hồng mềm ai bóp cũng được. Tạ Lưu Vân không xuất thế, nhân đạo không ai có thể làm gì được tôi đâu. Còn có Trương Chi Viễn đó nữa. Trường lão đạo quả thực rất lợi hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ông ta sẽ không quay về núi Long Hổ, lần này ông ta nhập thế tu hành là vì muốn tìm kiếm thân chuyển thế của tạ Lưu Vân. Tạ Lan, cậu nhớ kỹ, khi tạ Lưu Vân xuất thế chính là lúc vi sư rời khỏi đạo môn. Năm đó sát phá lang của ma đạo, phá quân khống chế tiên đạo, đối phó với chiến thần cửu thiên huyền nữ của tiên đạo, chỉ có tham lang một đời đều đấu tranh với nhân đạo. Ma đạo tổ sư du hành hai giới âm dương, bổn tôn áp chế cả âm ti. Tiếc là thực lực hiện giờ của tôi quá yếu, đừng nói đến tranh đấu với mấy tên có quyền có thế, cho dù đứng trước mấy kẻ không quyền không thế ở thời đại mặt Pháp, thực lực của tôi cũng không được tính là gì, tứ kiếm chảm sát từ song ở cảnh giới nguyên thần cũng là tôi lấy mạng đổi được. Trước kia chưa có lấy kiếm nhập đạo, chỗ sợ lớn nhất của tôi là thất sát kiếm, lại không thể thường dùng. Sau khi Khương Tuyết Dương đi, tôi liền theo sự chỉ dẫn của đệ tử tiên đạo Côn Lôn đến trước vực sám hối. chương 198, Thần Tính Vi Phong 2 Tôi cứ nghĩ chỉ có Hoa Sơn mới có vực sám hối, không ngờ tại Côn Lôn cũng có. Chỉ là vực sám hối ở chỗ đó còn có một phong thanh dương, thêm cả độc cô cửu kiếm, mà vực sám hối của Côn Lôn chỉ có hàn băng vĩnh viễn không đổi. Động huyền minh trên vực sám hối là nơi tôi ở tạm, bên trong có một chiếc giường hàn ngọc, ngoài nó ra không còn gì khác. Khát thì uống vài ngụm băng tuyết tan, đó chỉ có thể chịu đựng thôi. Trong vực sám hối sinh cơ vô cùng nồng hậu, chỉ dựa vào phương pháp tích cốc của đạo môn nghỉ ngơi thổ nạp thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản cũng không đói chết tôi được tuy rằng không đói chết nhưng tôi cũng không có tinh lực để phân tâm làm chuyện khác mới trôi qua ba ngày tôi đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt khương tuyết dương muốn tôi cảm mộ canh kim sát cơ tu hành sát kiếm nhất định không ngờ tới có ngày đến cả kiếm cũng cầm không nổi côn lôn là thánh khư vực sám hối nằm tại đỉnh núi côn lôn giải thích thánh khư là tàn tích mà thánh địa hóa thành hết giải thích, mỗi khi trăng lên cao, tựa như tiên cảnh, chỉ là tiên cảnh này cũng khó tránh khỏi quá đỗi tàn khốc một chút. Băng tuyết bao phủ trời đất còn kèm theo cô đơn, tôi bắt đầu đem tâm ý đặt trong thế giới huyền quan. Huyền quan của thiên tôn cũng tương tự như một nơi thế giới nhỏ bé, hành trình trong bí cảnh tuyết vực đã khiến tôi ý thức được khả năng vô hạn của huyền quan. Chân khí mà tạo vật huyền quan cần đến khó có thể đong đếm được, phần lớn huyền quan của nhiều người đến cuối cuộc đời vẫn duy trì hình dạng ban đầu, muốn ở bên trong diễn hóa ra sự vật rất khó. Chân khí nhiều hay ít, đều có liên quan đến tiềm năng của người đó, cảnh giới càng cao, mọi chân khí kích phát được sẽ càng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao huyền quan của thiên tôn có thể xưng thành một thế giới nhỏ, mà huyền quan của người khác chỉ có thể được sử dụng như khí hải đan điền. Mà huyền quan của tôi lại hết sức đặc biệt, trời sinh đã rất lớn, không biết có phải nguyên nhân là vì mệnh cách thất sát hay không, đến bây giờ tôi cũng không biết biên giới nằm ở đâu, chỉ là nhìn có vẻ trống rỗng như một mảng thê lương. A à Lê vẫn ở trong huyền quan của tôi, cô bé nhỏ đáng thương này mới đầu vẫn tràn đầy hy vọng đợi tôi sẽ mang cô bé ra ngoài. đến giờ cô bé chắc hẳn đã thất vọng quá lâu rồi, suốt ngày ngồi ngây ngốc ở chỗ cách cờ chiêu hồn không xa, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương làm tôi nhìn thấy mà đau lòng. A à Lê, tôi dùng thần niệm của thức thần nhẹ nhàng gọi tên của cô bé. A à Lê lại bị tôi dọa sợ một trận sau đó bĩu môi nói, đồ lừa gạt. Xin lỗi nha A Lê, có thể phải chờ lâu lắm ta mới đưa nhóc ra ngoài được. Bên trong thế giới này trống rỗng ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không có, A Lê không thích ở đây. A Lê bớt ức nói, nhóc thích gió sao? Vâng, A Lê thích nhất nghe tiếng gió ngâm, tiếc là rất ít khi nghe thấy thôi. Bộ tộc Đông Di đa số sống ở rừng rậm dưới lòng đất, âm u không có mặt trời, cũng rất ít khi nghe thấy tiếng gió. Được, ta sẽ cho nhóc gió. Tôi nói, a à, lê thích nghe tiếng gió ngâm bây giờ tôi chẳng giúp được gì cho cô bé chỉ có thể cho cô bé gió mà thôi tu hành của tôi nằm ở kiếm không phải pháp thuật thần thông vì thế không thể giống huyền quan của đạo sĩ khác có thể diễn hóa ra mọi loại biến hóa của hiện tượng thiên văn trong huyền quan tôi muốn tạo ra gió bên trong huyền quan chỉ có một cách đó là bóp nát cấm bộ mà khương tuyết dương đã đưa cho tôi cô ấy thực sự đem cấm bộ tặng cho tôi rồi bên trong cấm bộ phong ấn thần niệm của phong thần dùng nó để tạo ra gió trong huyền quan của tôi thì dễ như trở bàn tay thậm chí nếu như phong thần bằng lòng ngài ấy có thể để gió vĩnh viễn lưu lại trong huyền quan của tôi mà không phải chỉ là một pháp tướng nhất thời phong thần vốn dĩ là người tạo gió tặng tôi một ngọn gió đối với ngài ấy mà nói không phải chuyện gì khó chỉ xem ngài ấy có chịu cho hay không nghĩ tới đây tôi thu lại thức thần trong huyền quan lấy ra cấm bộ mà khương tuyết dương tặng tôi cấm bộ chế tạo bằng phỉ thúy bên trên còn khắc tên húy của khương tuyết dương sau khi tôi bóp nát cấm bộ, rất nhanh liền có một trận quang ảnh biến hóa, 18 dự ảnh mà Phong Thần Phong Ấn đều xuất hiện trước mặt tôi. Cho dù lần trước tại Huệ Tề quán tôi đã nhìn thấy qua rồi, lần này ngài ấy bất thình lình xuất hiện khiến lòng tôi vẫn rất căng thẳng. Tuy rằng chỉ là một đạo thần niệm, nhưng lại là thần minh cao quý không thể với tới khiến người phàm phải ngưỡng vọng. "Ơ, ờ, sao lại là ngươi chứ? Thấy người triệu hoán ngài ấy là tôi?" Phong Thần hơi kinh ngạc hỏi. "Sư phụ tôi đã tặng cấm bộ cho tôi." nhà đầu này đúng là vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện làm thôi không sao ngươi gọi ta ra có việc gì tôi muốn nhờ phong thần thổi vào huyền quan của tôi một đạo phong lực tôi nói thần tính thuộc loại phong rất gian khổ căn nguyên gió của ta cho dù là khương tuyết dương ta cũng chưa chắc chịu cho ngươi thì có tư cách gì mà cầu xin gió của ta chứ tôi không xin nhiều như vậy một cơn gió là được rồi ngươi thu lại tâm thần ta tới chỗ huyền quan của ngươi xem thử phong thần nói được ngay sau đó tôi dựa theo cách nói của phong thần thu lại tâm thần để ngài ấy bước vào huyền quan của tôi bởi vì sự tồn tại của cờ chiêu hồn huyền quan của tôi đúng là không thể để người khác nhìn thấy nhưng mà phong thần không nằm trong vòng cấm kỵ của tôi lúc khương tuyết dương tặng cấm bộ cho tôi có nói qua bất luận tôi có phải ma đạo tổ sư hay không phong thần đều không hề có bất kỳ ác ý nào đối với tôi hết điều đáng tiếc nhất của cả đời phong thần chính là vì không giúp đỡ ma đạo trong trận chiến phong thần ngài ấy không có lựa chọn đứng về phe nào là bởi vì lúc đó ngài ấy căn bản không có mặt tại thiên giới. Lúc bùng nổ trận chiến phong thần, phong thần vừa hay lại đang ở thành hư không phong bí quan mộ đạo, đợi đến khi ngài ấy xuất quan, ma đạo đã biến mất khỏi nhân gian rồi. chương 199, Phù Tô Công Tử 1 Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi nghe phong thần đang gọi tên tôi. Tôi bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy phong thần lần nữa xuất hiện ra trước mắt tôi. Quả nhiên là mệnh cách thất sát, chẳng trách nhà đầu tuyết dương đó lại vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện làm. Chỉ đáng tiếc thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, ta ở nhân gian chỉ còn sót lại một tia thần niệm, không có cách nào giúp ngươi nhiều việc hơn được. Phong thần nói, tạ lan không dám cầu xin điều gì, một luồng gió ngâm cũng đã vô cùng cảm kích rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta, mà đạo tổ sư Pháp truyền lục đạo, chúng thần cũng nằm trong lục đạo, năm đó ta thu được rất nhiều lợi ích. Cô bé ở trong huyền quan của ngươi lại là ai thế? Cô bé tên là A Lê, do tôi mang từ bộ tộc Đông Di trong bí cảnh tuyết vực ra đó. Bộ tộc Đông Di, người nói cô bé là hậu nhân của hậu nghệ sao? Vâng, nghe nói trong huyết mạch hậu nghệ có niêm phong ý chí của một vị thái cổ ma thần, tạ lan, người đúng là to gan, vậy mà lại dám mang cô bé ra khỏi bí cảnh. Phong thần thở dài một hơi, phong thần có nhìn ra lai lịch của cô bé không? Tôi hỏi. Sợ rằng tại Cửu Thiên Thập Địa này cũng chỉ có mình ta có thể nói ra tên húy của vị ma thần kia mà thôi, khó trách ta vừa gặp cô bé liền có một cảm giác đã từng quen biết từ trước. Tạ Lan, ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng để ý chí của thái cổ ma thần bên trong cơ thể cô bé thức tỉnh tại chủ thế giới, chủ thế giới có thể khoan dung A Lê nhưng nhất định không khoan dung vị ma thần đó đâu. Điều này ngài ấy không nói bản thân tôi cũng hiểu rõ, A Lê có thể thức tỉnh trong bí cảnh thuyết phục, nhưng nhất định không thể bị bại lộ dưới tai mắt của Thiên Đạo. Thiên tâm khó lường, ngay cả đối với ma đạo tổ sư năm đó cũng không khoan dung cho nổi làm sao có thể khoan nhượng cho kẻ thù của ngày trước cơ chứ huống hồ tôi phải nhanh chóng hiểu được áo nghĩa chỉ từ trên mũi tên của a lê liền có thể cảm ngộ cũng không cần cô bé khôi phục ý chí của thái cổ ma thần lần nữa giải thích áo nghĩa là cách dùng từ của phật giáo một trong những cuốn kinh của môn đạo bà la hết giải thích chỉ đáng tiếc đến tận khi thần niệm của phong thần tan biến ngài ấy cũng không hề nói cho tôi biết tên húy của vị thái cổ ma thần đó Đợi sau khi ngài ấy biến mất, tôi lần nữa dùng thức thần nhập vào huyền quan, nhìn thấy A Lê đang đứng ở vị trí cũng nghiêng tai lắng nghe. Đây là một cơn gió dịu dàng, nhẹ nhàng nhu hòa lướt qua mái tóc của A Lê, gió thổi làm cô bé vô cùng vui vẻ. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, từ sau khi trong huyền quan có thần tính của phong thần, cũng không còn là một mảng hoang vắng tử khí nặng nề nữa. Ảnh hưởng đối với A Lê là lớn nhất, cô bé không còn sầu muộn, mà bắt đầu luyện tập tiến pháp. Khiến tôi giờ khóc giờ cười là, bia bắn tên của cô bé chính là mặt cờ chiêu hồn ở bên trong huyền quan của tôi. May mà, cờ chiêu hồn đến cả thần tính của phong thần cũng không thổi bay được, càng không phải mũi tên của cô bé có thể bắn xuyên qua đâu, còn chưa đến gần đã rơi xuống đất rồi. Tiễn pháp của A, -A Lê có tốc độ cực kỳ nhanh, và lại theo thời gian trôi đi, tốc độ của mũi tên càng ngày càng nhanh hơn trước. Người lúc đang làm bất kỳ việc gì cũng đều có một động cơ, một giá trị kỳ vọng có nhiều lúc hạn chế tiềm năng phát huy của bản thân người đó lại chính là giá trị kỳ vọng này giả sử người bắn tên là tôi nhất định trước khi ra tay tôi sẽ tính ra dự đoán về tốc độ mà dự đoán này ngược lại sẽ hạn chế tốc độ bắn tên của tôi nhưng mà a lê dường như hoàn toàn không phải chịu bất kỳ hạn chế nào có lần tôi hỏi cô bé dùng cách gì làm được như thế a lê nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nói ta biết ta có thể nhanh hơn nữa đại đạo vô cùng đơn giản nguyên nhân chính là đơn giản như thế Động huyền minh trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài được, tôi liền bắt đầu giống như A Lê rèn luyện kiếm pháp. Sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của tích cốc, bây giờ tôi đã ổn định và hòa nhập vào hoàn cảnh, có thể tiếp tục tu hành sát kiếm rồi. Nhưng mà chỉ có thể dùng kiếm chỉ để thay thế kiếm, kiếm pháp sư trai chám quá tiêu hao thể lực, không phải phương pháp tích cốc có thể chống đỡ được nổi. Giải thích kiếm chỉ, còn gọi là kiếm ấn, tư thế là ngón áp út và ngón út cong lại, ngón cái đè lên đốt ngón tay thứ hai, ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào nhau và duỗi thẳng. Đó là cử chỉ của đạo giáo khi làm phép, đồng thời cũng là hình dạng ngón tay tượng trưng cho kiếm trong võ thuật. Hết giải thích, nói đến thuật tích cốc, cũng không phải chỉ có đạo môn mới làm được, chỗ người phàm cũng có rất nhiều người tu hành. Ghi chép sớm nhất bắt nguồn từ trang tử, tiêu giao du như sau, ở núi cô dạ xa xôi, có thần nhân trú ngụ. Da rẻ trắng như băng tuyết, mềm mại như quả hồng, không ăn ngũ cốc, hít gió uống xương, thừa vân khí, ngự phi long, mà du ngoạn bên ngoài tứ hải. Thuật tích cốc của đạo môn bình thường phân thành hai loại, một loại là tích cốc bằng cách phục dùng khí, cũng chính cái được gọi là hít gió uống xương, thông qua tiến hành phương thức điều hòa hơi thở ngồi thiền tuyệt thực. chương 200, Phù Tô Công Tử 2 Ngoài ra có một loại là tích cốc bằng cách phục dùng thuốc, không ăn ngũ cốc nuốt tiên đan linh dược, thậm chí tinh chất của ngọc thạch, đối với cơ năng của thân thể tiến hành điều hòa. Với cảnh giới bây giờ của tôi, nếu như thực hiện phương pháp phục dùng thuốc để tích cốc, cho dù cả đời không ăn ngũ cốc cũng không hề khác với người thường vấn đề là côn lôn tuy có nhiều linh dược nhưng cũng sẽ không bố thí cho tôi chút nào đâu cả ngày hôm nay tôi đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa ở bên ngoài vực xám hối đột nhiên tâm thần chấn động một hồi phát giác ra có người tới chỗ này mở mắt ra nhìn một cái phát hiện người tới chính là mộ dung nguyên duệ tính toán thời gian tôi bị giam giữ ở trên vực xám hối cũng đã được hơn nửa năm rồi trong nửa năm này chỉ khi tới đầu tháng mới có đệ tử của tiên đạo côn lôn theo lệ đến nhìn tôi một chút thời gian còn lại chưa từng gặp người khác không ngờ rằng hôm nay mộ dung nguyên duệ sẽ tới vực sám hối ngước nhìn cô ấy lòng tôi cảm thấy phức tạp nói không nên lời cung giao đài ngày đó cô ấy mới là người chịu tổn thương sâu sắc nhất bị từ hôn ngay trước mặt tâm cảnh có cao đến mấy cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này theo ta xuống núi mộ dung nguyên duệ lạnh lùng mở miệng tôi thật sự có thể rời khỏi đây rồi sao tôi có một chút không chắc chắn hôm nay ta dẫn ngươi xuống núi vì có người muốn gặp ngươi còn về việc rời khỏi côn lôn trừ khi ngươi hồi tâm chuyển ý nếu không cả đời này cũng đừng hòng mộ dung nguyên dậy nghiến răng căm hận nói cung giao đài một vùng phúc lành tiên đạo côn lôn khởi động tiên cảnh nguyễn tưởng trận khiến cả tòa cung giao đài gần như đoạn tuyệt với trần thế biến thành tòa cung giao đài trên bầu trời tiên sương lượn lờ tiên hạc kỳ lân mọi loại chim quý thú lạ đều có thể thấy ngoài cửa Thiên Đồng Ngọc Nữ phân thành hai bên, trên tay cầm lãng hoa bằng ngọc tông. Bên ngoài cung giao đài đang dừng một cỗ xe bằng vàng do một con thú kỳ lân có bốn đầu trắng tinh khiết như ngọc kéo. Cỗ xe bằng vàng theo tạo hình cổ sơ xa xôi, chạm trổ vô số chữ khắc bùa chú, dường như bất kỳ lúc nào cũng hướng đến chân trời. Cảnh tượng này xém chút đã khiến tôi hiểu lầm có người từ thiên đình đến. Sau đó mới biết, sau khi tiên đạo bá chiếm thiên đình, nhân gian không phải chỉ lưu lại một đạo trường là côn lôn. Tại Hải vực Minh Mông còn có tiên đạo cao nhân dừng lại ở nhân gian. Nghe nói trong số cao nhân này, không thiếu cao thủ chỉ cách nửa bước thành thiên tôn. Đồng thời vướng phải nguyên cớ do thời đại mặt pháp, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nhân gian, chỉ thỉnh thoảng thăm viếng tiên đạo côn lôn. Mà mấy nhân vật tai to mặt lớn đến vào hôm nay, chính là tới từ Bồng Lai Tiên Sơn ở hải ngoại. Đi theo mộ dung nguyên duệ vào cung giao đài, tôi mới nhìn đã thấy một vị phu nhân ăn mặc sang trọng xa hoa, vô cùng cao quý. Phu nhân tao nhã tuyệt thế, toàn thân phát ra một loại thần uy nhàn nhạt, thần niệm mạnh mẽ. So với bà ta, khí thế của cung chủ giao đài ngay lập tức bị áp đảo. Những người tiên đạo côn lôn đang ngồi chật kín ở đây đều đối với bà ta vô cùng cung kính. Đứng bên cạnh phu nhân còn có một người đàn ông trẻ trung khôi ngô, có khuôn mặt tuấn tú, thần thái phi thường, trong mắt lấp lánh ánh quang tinh tú, mặc một bộ áo cà sa ngũ sắc, khí thế bất phàm. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiêu ngạo tựa như những người ở đây không có ai xứng để hắn hao phí tâm tư nhìn thêm một cái vậy chỉ khi mộ dung nguyên duệ bước vào hắn mới hơi lay động ánh mắt động tác này đã đem mắt khóa chặt trên người mộ dung nguyên duệ duệ nhi hôn phu mà người chọn chính là hắn sao vị phu nhân ngồi trên thủ tỏa chỉ về phía tôi lạnh lùng hỏi theo hướng bà ta chỉ tay tôi liền cảm nhận được một cổ thần niệm uy áp cực lớn gần giống như rời núi lấp biển liên tục dồn dập mà ảo tới liều chết bám chặt lấy tâm thần mới có thể giữ vững thân thể không có lùi về sau. Vâng, Mộ Dung Nguyên dậy nhẹ nhàng hồi đáp, thần tình hết sức cung kính. Lúc ngươi còn rất nhỏ ta đã gặp ngươi một lần, ngày đó liền cảm thấy ngươi có túc tuệ cũng hợp với nhãn duyên của ta. Chỉ là năm đó ngươi và Phù Tô vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng nghĩ qua chuyện này. Bây giờ Phù Tô đã trưởng thành đến tuổi tìm đạo lữ rồi, ta mới nhớ đến ngươi. Thật không ngờ, ngươi vậy mà đã hứa gả cho người khác làm vợ rồi phù tô trong miệng phu nhân này nói chắc hẳn là chỉ người trẻ tuổi đứng bên cạnh bởi vì từ lúc mộ dung nguyên duệ thừa nhận tôi là hôn phu mà cô ấy lựa chọn người này liền phóng sát cơ về phía tôi thần niệm uy áp của phu nhân này tôi còn có thể chịu đựng được bởi vì bà ta không hề cố ý nhắm vào tôi mà khi sát cơ của người trẻ tuổi kia chỉ thẳng về phía tôi hơi thở tôi lập tức rối loạn ngũ cảm lục thức đều bị hoảng sợ quấn quanh với tâm cảnh hiện giờ của tôi người mang áp lực có thể uy hiếp được tôi như vậy thực lực thấp nhất cũng thuộc cảnh giới hợp đạo. Nguyên Duệ thấp hèn, không xứng với Phù Tô công tử. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ha ha, nhưng mà Phù Tô vừa gặp ngươi đã động phàm tâm đó. Sự việc ở Côn Lôn trọn rể năm nay ta đã biết rồi, nếu như các ngươi vẫn chưa thành hôn, không bằng ngươi cứ theo ta quay về đảo Bồng Lai đi. Vị phu nhân mỉm cười nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ nói, còn về tôi, mới đầu bà ta chỉ liếc tôi một cái, sau đó thẳng thừng không thèm đếm xỉa tới nữa. Toàn cơ thượng sư, làm như vậy sợ rằng không ổn. Côn Lôn chọn rể thiên hạ đạo môn đều biết, nếu như để những người của nhân đạo biết được tiên tử Côn Lôn lại lựa chọn hai chồng, e rằng cả tiên đạo Côn Lôn từ nay sẽ bị nhân đạo coi thường. Cung chủ giao đài nói, dung mạo của nguyên rể cô giả tiên tử đưa cho tên tiểu tử chưa trải sự đời này đúng là quá lãng phí, lẽ nào lại chính là vinh quang của tiên đạo chúng ta hay sao? Ngữ khí toàn cơ thượng sư dần lạnh lẽo, cung chủ giao đài không dám nói tiếp nữa, trong cung một mảng chết lặng thời đại mạt pháp sắp kết thúc rồi, dự tính ban đầu của côn lôn chọn rể chỉ vì muốn làm suy yếu số mệnh của nhân đạo, tới bây giờ đã không còn cần thiết nữa. Tiên đạo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng đến lúc khiến đạo môn trong thiên hạ hiểu rõ cái gì gọi là làm tiên không thể chịu nhục. Toàn cơ thượng sư lại mở miệng lần nữa, vậy tạ lan này phải làm sao đây? Cung chủ giao đài nói, giết chết là xong, vừa vặn để nhân đạo biết được cái giá của việc sỉ nhục tiên đạo. Toàn cơ thượng sư nói chương 201, hãy đi cùng tôi, một. Lời này của toàn cơ thượng sư vừa dứt sát ý lập tức hướng tôi mà ập tới. Đã đạt đến cảnh giới của bà ta, trong khoảnh khắc liền có thể giết người không giao. Đúng lúc này, mộ dung nguyên duệ đột nhiên bước lên một bước chắn trước mặt tôi. Toàn cơ thượng sư phản ứng nhanh chóng, lập tức thu hồi sát ý, gượng cười hỏi, duệ nhi, con muốn bảo vệ hắn sao? Toàn cơ thượng sư, tạ lan chính là đệ tử của toàn chân giáo thiên hạ hành tẩu khương Thuyết dương. Thượng sư nếu muốn giết cậu ta, Khương Tuyết Dương sẽ không bao giờ bỏ qua. Mộ Dung Nguyên rợi đáp, chỉ là một thiên hạ hành tẩu, lẽ nào ta còn đặt cô ta trong mắt sao? Toàn cơ thượng sư nói, toàn cơ thượng sư, Khương Tuyết Dương này có bản tôn phong thần bảo vệ, mà vị phong thần này vẫn luôn vì cô ấy mà sẵn sàng vi phạm thiên đạo hạ thế ra tay đó. Mộ Dung Nguyên rợi đáp, thiên giới nhiều phong thần như vậy, không biết vị phong thần nào lại dám lớn mật như vậy. Nghe nói là vị phong thập bát, giải thích phong thập bát là ý nói vị phong thần được phong tước thứ 18. Hết giải thích là bà ta sao, toàn cơ thượng sư hiện ra vài phần do dự. Đạo tàng có ghi chép, phong thập bát đã từng vượt qua cửa sinh tử ở vực hư không phong, là vị duy nhất trong phong hệ thần minh sống sót rời khỏi vực hư không phong. Con không cần nói nhiều, lai lịch của phong thập bát ta tất nhiên biết rõ hơn con, tiên đạo ta nhận sự bảo hộ vô hạn của thần minh, cho dù đã mạo phạm phong thập bát thì bà ta có thể làm gì được. Nhưng mà, bà ta dù sao cũng là chính thần của thiên giới, chúng ta cũng không thể bất kính với thần minh được, thế này đi, hãy để tên tiểu tử này cút xuống núi là được rồi. Tuy toàn cơ thượng sư khẩu khí cứng rắn, nhưng tôi vẫn có thể từ nét mặt của bà ta nhìn ra được bà ta thập phần kiêng rẻ đối với phong thần. Nếu như là thần minh thông thường, thiên đình có chúng thần tiên đạo tại vị, bà ta cũng sẽ không dễ bỏ qua cho tôi như lúc này. Nhưng phong thập bát thì khác, điểm này thì rất lâu sau này tôi mới biết được luận chiến lực bà ấy không bằng cửu thiên huyền nữ, đảng ma thiên tôn, đổ mẫu nguyên quân cũng như những đại lão của thiên giới, luận thần uy bà ấy thua xa tứ ngự, thậm chí luận về thanh danh bà ấy cũng không sánh bằng thần tiêu cửu thần 28 tinh tú, miễn cưỡng công lao có thể sáng ngang với lục đinh lưu gia. Thế nhưng bà ấy lại có một bản lĩnh khiến các vị thần đành bất lực, gió thổi qua không để lại dấu vết, khả năng lớn nhất của phong thập bát chính là ẩn thân giữa trời và đất. Chỉ cần bà ấy muốn trốn thoát, trừ khi các vị thần liên thủ bố xuống lưới trời, bằng không thì bất kỳ vị thần đơn lẻ nào cũng không thể giữ nổi bà ấy đâu. Có thể phá cửa vực hư không phong mà thoát ra, là đã chứng minh điểm này rồi. Vực hư không phong ví như cái lồng của đất trời, bên trong ẩn chứa vô vàn sát cơ, cũng chính là nơi tôi luyện vô cùng hung hiểm mà thần minh phong hệ truyền lại từ thời xa xưa, có truyền thuyết còn cho rằng bên trong vẫn còn tàn lưu ý chí của thái cổ phong ma nữa. Dưới thiên đạo, chỉ có duy nhất vị phong thập bát từ bên trong phá cửa, ai cũng không biết bà ấy đã đạt đến cơ duyên gì rồi chỉ biết là sau khi bà ấy trở ra, thiên đạo đã trực tiếp đóng cửa vực hư phong không rồi. bởi vậy, toàn cơ thượng sư mới kiêng dè bà ấy như vậy, phong thập bát không thể đánh bại thần hộ pháp của tiên đạo cũng không sao, nhưng có thể giết bà ta là đã đủ kiêng dè rồi. giống như bà ta vừa nói, thời đại mặt pháp sắp kết thúc, việc mạo phạm một vị thần minh ra tay không do dự đối với bà ta mà nói là không khôn ngoan. sát cơ tiêu tan, lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa động thái này cũng vừa hay hợp ý tôi tôi nhất quyết không cưới mộ dung nguyên duệ mà côn lôn vì bảo vệ thanh danh mà nhất định không để tôi xuống núi bây giờ thì tốt rồi toàn cơ thượng sư đã giải quyết tốt việc này phù tô công tử phong thần tuấn lãng kia cùng với mộ dung nguyên duệ cũng tính là kim đồng ngọc nữ rồi chỉ là không biết vì sao trong tim tôi vẫn có một loại cảm giác chua sót có lẽ nam nhân trong thiên hạ đều là một dạng tâm lý này chăng tôi xoay người định rời đi liền nghe mộ dung nguyên duệ phía sau lạnh lùng nói dù gì cũng đã gặp nhau một lần cứ cho là cậu không xem trọng tôi đi nhưng sao lại phải ra đi vội vàng như vậy hắn muốn đi cứ mặc hắn tên nam nhân thô tục không có mắt nhìn này con còn nói lý với hắn làm gì toàn cơ thượng sư nói vẫn thỉnh thượng sư cho phép duệ nhi tiến cậu ta một đoạn duệ nhi còn chuyện muốn nói rõ ràng với cậu ta mộ dung nguyên duệ nói đi 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 sớm về sớm đối với côn lôn tôi không mấy lưu luyến chân bước vội vàng chỉ tiếc là từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy qua thanh kiếm vô danh kia tôi vốn vì thanh kiếm đó mà đến, về sau sợ là không còn cơ hội nữa rồi. Cậu đi với tôi trước đã, mộ dung nguyên rể gọi tôi, tôi thấy cô ấy ngữ khí kiên quyết, liền cùng cô ấy đi về phía trước. Đi mãi đi mãi mới phát hiện Nguyên Duệ đưa tôi đến nơi ở của cô ấy, nơi ở của cô ấy vô cùng yên tĩnh, sơn thủy như vẽ, sương mù lượn lờ, thông trúc tao nhã, làm lòng người say đắm. Tôi ở trong viện đợi một lúc, cô ấy về phòng lấy món gì đó đưa cho tôi. Nếu như tôi đoán không sai, cậu đến côn lôn tuyển rể là vì thanh kiếm này đúng chứ? Cậu tu hành sát kiếm, khắp thời đại mặt Pháp này tìm không ra ai phù hợp với thanh kiếm này hơn cậu đâu. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, chương 202, hãy đi cùng tôi, hai. Ừm, tôi gật gật đầu, không phủ nhận, chỉ là tôi nghĩ không thông tại sao cô ấy lại đưa thanh kiếm này cho tôi. Nếu không phải vì cậu, Côn Lôn sẽ không mang thanh kiếm này ra làm của hồi môn, mà tôi cũng sẽ không đi làm Côn Lôn tiên tử đời này đâu. Sau khi từ biệt ngày hôm nay, cậu và tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, cậu có thể không thích tôi, nhưng tôi mong cậu hiểu tâm ý của tôi. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, tại sao cô lại đối với tôi như thế? Tôi hỏi, bởi vì cậu chính là tạ lưu vân của tôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, từ nhỏ cô ấy đã theo cung chủ giao đài mà lớn lên. Thường thấy bà ấy ngẩn người u sầu trước ngọc thọ, ngồi đó viết bốn chữ lưu vân vô tâm trong đình đài xuất thần ngây ngốc. Sau đó cô ấy mới biết những chuyện giữa tạ Lưu Vân và cung chủ giao đài, càng thêm hiếu kỳ với thân phận của người đàn ông đó, cũng như tình cảm giữa hai người bọn họ. Sau khi cậu xuống nước ở Đàm Cửu Long, tôi ở mũi thuyền đợi cậu 7 ngày, đời này của tôi chưa bao giờ đợi ai. Mới đầu tôi chỉ đợi cậu quay lại truyền lời, sau đó lại bắt đầu lo lắng cho sống chết của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu từ dưới phá nước đi lên, lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, sai lầm lớn nhất của cô ấy đời này chính là ở mũi thuyền đợi tôi 7 ngày. Đợi một người càng lâu, sẽ càng khó quên được đặc biệt là người tu hành bất nhiễm phàm trần như cô ấy, cô ấy đạo tâm thông minh, niệm lực vốn rất mạnh. Tôi vốn dĩ rất nhanh đã quên cậu rồi, ai ngờ sau này lại nghe nói đến việc cậu luyện ra sát kiếm. Mộ Dung Nguyên Duệ tiếp tục nói, ở thời đại mạt Pháp, lĩnh ngộ ra sát kiếm vốn đã là một chuyện bất thường, người của Côn Lôn tiên đạo tất nhiên sẽ càng để ý. Côn Lôn là nơi ngừng tụ khí canh kim, trong đạo tàng, tất cả những cao nhân mượn kiếm nhập đạo đều từng đến Côn Lôn ngộ đạo. Lúc xưa, Thái Ất Thiên Tôn chính là người đầu tiên mượn kiếm nhập đạo được đạo tàng ghi chép, sau khi ông ấy mượn kiếm nhập đạo 100 năm hậu phương mới lại có Ma đạo tổ sư mượn kiếm nhập đạo. Đây là vinh dự của Tiên đạo, bởi vì chỉ có việc này là Tiên đạo vượt trước được Ma đạo tổ sư, mà Ma đạo tổ sư cũng từng công khai thừa nhận, ông ấy có thể nhập kiếm đạo có một nửa ân huệ là của Thái Ất Thiên Tôn. Nhận ảnh hưởng của khí canh kim, đệ tử côn lôn tiên đạo hầu như đều một lòng mượn kiếm nhập đạo, Mộ Dung Nguyên cũng không ngoại lệ. Chỉ là sát tâm khó mà ngưng tụ cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà chuyện cô ấy chưa làm được, lại bị tôi làm được rồi, điều này càng khiến cô ấy nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ đối với tôi. Sau đó tôi vì Phật gia của vương gia mà xuất đầu lộ diện, một mình lên tam mau quán, trên chợ quỷ lại vì vài âm hồn mà động thủ làm ầm ý. Tuy chỉ là những trận chiến nhỏ, nhưng lại có thể thấy được tấm lòng từ bi cảm thương chúng sinh của tôi. Mà tạ Lưu Vân năm đó sở dĩ khiến cung chủ giao đài nhớ mãi không quên, chính là do ông ta quan tâm đến bách tính thiên hạ tôi vốn chịu ảnh hưởng bởi sư phụ lại gặp ngay người như cậu tôi biết bản lĩnh của khương tuyết dương so với tạ lưu vân không phân cao thấp cô ấy có thể giúp cậu lĩnh ngộ ra sát kiếm tất nhiên cũng có thể giúp cậu chiến thắng trong côn lôn tuyển rể thế là tôi liền nhờ sư phụ nương theo tâm ý của tôi mà an bài những việc này tính kế với cậu ai ngờ cuối cùng người bị tính kế lại là tôi nghe cô ấy nói những điều này trong lòng tôi thở dài không biết nên trả lời thế nào tôi vốn dĩ có thể tâm không vướng bận mà xuống núi bây giờ tâm ý lại dao động không yên không cách nào cắt bỏ được đối với người con gái xinh đẹp như cô ấy ai có thể cự tuyệt phần tấm lòng này chứ còn phu tô thì sao tôi hỏi cô ấy sau một hồi im lặng ha ha đồ vong ân bội nghĩa đông hải long nữ vì hắn mà suýt chút nữa là bị đưa lên đài trảm long mà hắn sợ là đã sớm quên đông hải tiểu bạch long đó rồi nếu nói như vậy hắn không phải là mối lương duyên của cô rồi thế thì làm sao toàn cơ thượng sư nửa bước đến thiên tôn, bà ấy nói một lời, sư phụ của tôi cũng không dám phản bác, muốn trách chỉ trách mộ dung nguyên duệ tôi trời sinh mệnh khổ thôi. Tôi phó thác cả đời mình tham gia côn lôn tuyển rể, một phần là vì cậu, một phần chính là vì tránh né hắn, không ngờ vẫn bị hắn tìm ra được. Mộ dung nguyên duệ nói, phu tô công tử tính cách tàn bạo, tuyệt đối không như vẻ bề ngoài áo quần bảnh bao kia đâu. Cô ấy một khi đến bồng lai, đời này của cô ấy xem như bị hủy rồi. Nghe xong lời này tôi thập phần không thể chịu đựng được, ngay lập tức nói với cô ấy, hay là cô cùng tôi xuống núi đi. Nếu như cậu cho tôi một danh phận, tôi tất nhiên có thể theo cậu xuống núi, hiện tại cậu muốn tôi đi cùng cậu thế nào đây? Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt như nước mùa thu hỏi. Chương 203, hẹn ngày không gặp lại một. Tôi không thể cho cô danh phận, nghe thấy tôi thẳng thừng từ chối, Mộ Dung Nguyên Duệ tỏ ra sững sờ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phút chốc biến mất cô ấy im lặng một lúc lâu bỏ lại câu lòng giả của ngươi thật sắt đá sau đó thi triển thân pháp trở về cung giao đài không ngoảnh lại thêm lần nào nữa còn tôi thì cầm theo thanh kiếm vô danh tiếp tục đi xuống núi không phải lòng giả tôi sắt đá độc ác mà là do tôi đã có suy tính khác rồi tôi đi rất chậm đi mãi đến tận nửa đêm mới hoàn toàn ra khỏi tiên đạo tổ đình phù tô muốn giết tôi nên sẽ không để tôi rời đi một cách dễ dàng thân là công tử của bồng lai tiên đạo sao có thể chịu được việc người phụ nữ trong lòng mình là người bị kẻ khác vứt bỏ. Hắn sẽ không ra tay với tôi ở tiên đạo tổ đình, mà hiện giờ tôi đã ra khỏi đó rồi. Lúc này, trăng treo giữa bầu trời, tuyết vực minh mông chỉ có một mình tôi đang bước đi trong tuyết. Trong lòng tôi chợt run lên, bèn ngẩng đầu nhìn về hướng côn lôn tiên đạo thì thấy có người đang cưỡi gió, chính là công tử Phù Tô. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt tôi, hắn mặc áo choàng ngũ sắc, trông còn lạnh lẽo hơn cả hàn băng, trong mắt chất chứa sự khinh thường và sát ý nhìn tôi như thể đang nhìn một người chết công tử phù tô thiếu chủ của bồng lai tiên đạo con trai cưng của toàn cơ thượng sư kiêu ngạo là bản chất có sẵn trong người hắn huống hồ bản thân hắn đã đứng đầu cảnh giới hợp đạo đã nắm giữ sức mạnh phép tắc phép tắc là linh hồn của mọi loại pháp thuật sau khi có sức mạnh phép tắc uy lực của mọi pháp thuật thần thông đều sẽ tăng mạnh do sức mạnh phép tắc có thể cảm ngộ ngũ hành bẩm sinh dùng ngay được sức mạnh ngũ hành bẩm sinh để thi triển pháp thuật thần thông Mọi loại pháp thuật đều được sinh ra từ ngũ hành, bẩm sinh và học được có khác biệt rất lớn. Ngoài việc nâng cao uy lực của thuật pháp thần thông, một số phép tắc còn có thể trực tiếp giết kẻ địch. Ví dụ như phép tắc của Trương Chi Viễn, bản thân nó mang theo sức mạnh hủy diệt cho nên ông mới có thể mượn kiếm để tạo ra một vùng đất chết. Công tử Phù Tô đến đây có gì chỉ dạy? Tôi hỏi, trong lòng ngươi nên biết rõ. Công tử Phù Tô trả lời bằng giọng lạnh lẽo, ngươi không thể giết ta, giết ngươi sẽ chọc phải phong thần. Đương nhiên ta sẽ không ngu ngốc như thế, nhưng vốn dĩ ta không muốn giết ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ha ha, tôi cười, ngươi cười gì? Công tử Phù Tô hỏi. Trùng hợp quá, ta cũng muốn dạy cho ngươi một bài học khó quên. Công tử Phù Tô, ta từng nghe kể về cuộc đối đầu giữa ngươi và Từ Song, bốn sát kiếm đó của ngươi thừa sức giết hắn, nhưng nếu muốn dùng để đối phó với ta thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Ta hỏi, ta muốn thử, không biết công tử Phù Tô có chịu cho ta cơ hội không? cảnh giới hợp đạo, nguyên thần hoàn chỉnh, mỗi hơi thở mỗi suy nghĩ đều có thể khiến người khác bị thương. Trước đây Khương Tuyết Dương có thể phá được di hình hoán ảnh của Tưởng Vệ Hiên chính là do đang ở cảnh giới hợp đạo. Nếu công tử Phù Tô không cho tôi cơ hội ra tay thì đừng nói là bốn kiếm, có khi một kiếm cũng chưa chắc đã có thể xuất ra được. Chỉ cần ngươi chịu trả một cái giá đủ nặng, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Được, chỉ cần công tử Phù Tô chịu cho ta có cơ hội xuất kiếm, Tạ Lan ta bằng lòng trả mọi giá, cho dù có chết thì cũng không oán trách rút kiếm đi, công tử phù tô liếc mắt nhìn tôi với vẻ tràn đầy khinh thường. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi rút thanh kiếm vô danh của mộ dung nguyên duệ. Từ sau khi thanh kiếm này rơi vào tay tôi, tôi bỗng có cảm giác huyết mạch liên thông với nó, như thể gặp lại người bạn thân đã nhiều năm xa cách, cực kỳ thân thiết. Cũng chính vì có cảm giác này nên tôi mới luôn không rút nó ra. Có một loại kiếm không phải là để nhìn, một khi rút ra chắc chắn sẽ giết người. Côn lôn đêm nay không có tuyết, có trăng, trăng treo giữa trời mặt đất rộng lớn, minh mông, tôi nắm chặt chuôi kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Phó đạo có một cách nói như thế này, lúc kiếm khách mạnh nhất chính là lúc kiếm được rút khỏi vỏ, thậm chí có kiếm khách cả đời luyện rút kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm có thể đại diện cho cảm xúc của kiếm khách, thậm chí là cảnh giới. Rút kiếm thất thần nhìn xung quanh, rút kiếm đạt tình hiện trong mắt, rút kiếm hiên ngang tấn công vùng hoang dã, rút kiếm ý chí xa trường theo vệ hoắc, khoảnh khắc kiếm vô danh được rút ra, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía không rõ là ánh kiếm soi sáng ánh trăng hay là ánh trăng chiếu rọi ánh kiếm nữa. Tạo hình của thanh kiếm này rất kỳ quặc, giống đao nhưng lại không phải đao, tựa kiếm nhưng lại không phải kiếm, thậm chí có chỗ trên thân kiếm còn bị cong rất rõ ràng, ngay từ đầu phần mũi kiếm đã có tỉ vết, bị khuyết mất một miếng. Tôi hiểu rồi, có lẽ thanh kiếm này là một thanh tàn kiếm, một thứ phế phẩm. Không ngờ à tiện nhân mộ dung nguyên duệ lại đưa thanh kiếm này cho ngươi, đợi khi về đến bồng lai xem ta giày vò cô ta thế nào. Công tử phù tô nhìn thấy thanh kiếm này đã lập tức chửi rủa. Tôi nghe mà mất hết kiên nhẫn, trong lòng càng tăng thêm vài phần sát ý. Trước đó mộ dung nguyên duệ từng nói với tôi, công tử phù tô không chỉ có tính chơi chán rồi bỏ, háo sắc đa tình mà còn tàn bạo độc ác. Từ vẻ mặt của hắn lúc này, tôi đã chứng thực được điều đó. Người biết thanh kiếm này à? Tôi hỏi, chương 204, hẹn ngày không gặp lại hai. Đương nhiên là ta biết, thanh kiếm này do U Dã Tử bắt trước kiếm của ma đạo tổ sư Đúc Thành, Cả đời U Giá tử đã tạo ra 37 thanh kiếm loại này, toàn bộ đều là phế phẩm, không có ngoại lệ. Thanh kiếm này là thanh duy nhất được bảo quản nguyên vẹn trong kiếm mộ, vẫn luôn được cất trong tàng kiếm các của Tiên đạo, là một trong những bảo vật của Côn Lôn Tiên đạo. Đa Tạ đã chỉ điểm, tôi không ngờ công tử Phù Tô lại chịu nói cho tôi nghe về lai lịch của thanh kiếm này. Không cần cảm ơn ta, giết ngươi xong thanh kiếm này sẽ là của ta rồi. Ánh mắt của công tử Phù Tô chất chứa sự tham lam thảo nào lại để huyết mạch của tôi liên thông, Khương Tuyết Dương nói đúng, đúng là thanh kiếm này có quan hệ mật thiết với kiếm của ma đạo tổ sư. Thanh kiếm này có tên không? Tôi lại hỏi, kiếm của ma đạo tổ sư gọi là kiếm vô danh, nhưng thanh kiếm trong tay ngươi lại có một cái tên đấy. Nghe nói lúc ra lò, trời đổ mưa đỏ, bách thú kêu gào, u giã tử không biết nguyên do gì, nhìn lên bầu trời với vẻ mờ mịt, cuối cùng đặt cho thanh kiếm này cái tên Vấn Thiên. Vấn Thiên, tên hay, ngươi nói xàm nhiều quá rồi đấy, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi giết ngươi xong ta sẽ cầm thanh kiếm này đi tìm mộ dung nguyên duệ ta đoán vẻ mặt của cô ta chắc chắn sẽ rất thú vị câu nói này của công tử phù tô lại thành công khiến tôi tăng thêm sát ý đến lúc này tôi cũng không còn gì để nói nữa vận chuyển chân khí và sát ý để chúng trộn lẫn vào nhau kiếm khí của kiếm vấn thiên bùng nổ kết lại như cầu vồng đúng là kiếm tốt mộ dung nguyên duệ tặng tôi đúng lúc thật lúc quyết đấu với từ xong tôi cảm nhận được kiếm pháp sư trai chám trong tay tôi không chế ngự được thất sát kiếm của tôi. Kiếm pháp sư trai chám dù sao cũng là kiếm pháp đạo môn, chất liệu mỏng nhẹ, không chịu được kiếm ý quá dày. Nếu kiếm ý quá mạnh, kiếm pháp sư trai chám chưa dùng cũng sẽ bị kiếm khí đánh gãy. Kiếm vấn thiên thì khác, bất kể tôi có ngưng tụ bao nhiêu kiếm khí thì nó vẫn không nhúc nhích, hờ hững hệt như cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi vậy. Chiêu đầu tiên trong thất sát kiếm xuất hiện, anh hùng vô lộ. Sát ý trong lòng đã kích hoạt, kiếm của tôi chém về phía công tử Phù Tô. Công tử Phù Tô cười lạnh, thân hình khẽ bay lên đã tránh được chiêu này của tôi. Hắn cho tôi cơ hội ra tay, không phải là không đánh trả, nhưng lúc này chỉ tránh chứ không ra chiêu. Hiển nhiên là chiêu đầu tiên trong thất sát kiếm không thể khóa được hơi thở của hắn. Sau đó tôi lại liên tục xuất ra hai chiêu tứ diện sở ca và bích huyết chiến hồn. Kiếm khí của kiếm sau ảo ạt hơn kiếm trước, sát ý cũng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, nguyên thần của công tử Phù Tô quá mạnh mẽ, sát cơ mà tôi kích phát không thể làm dao động nguyên thần của hắn. Nguyên thần không dao động, kiếm của tôi vẫn không thể khóa được hắn. Ba kiếm này khiến sức sống của tôi bị chảy một lượng lớn, may mà cơ thể của tôi từng được ngâm luyện trong nguồn long mạch, không đến nỗi gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng sau khi xuất ra kiếm thứ tư thì lại khác. Kiếm thứ tư, khỉ viết vô y, lần này, cuối cùng tôi cũng khóa được công tử phù tô rồi, bởi vì kiếm này bay từ trời xuống, chụp hắn vào trong phạm vi kiếm khí của tôi. Kiếm khí dày đến một mức độ nào đó thì có thể sinh ra phạm vi kiếm khí, chỉ cần ở trong phạm vi của khu vực này, bốn phương tám hướng không đâu không phải kiếm. Cho nên kiếm thứ tư này của tôi không thể tránh được. Tiếc là kiếm này vẫn không tạo ra được hiệu quả. Sau đó một tiếng rầm vang lên, kim quang chú bị phá vỡ, kiếm khí và kim quang chú hộ thể của công tử phù Tô đồng thời biến mất. Còn tôi, sau khi mất đi lượng lớn sức sống do sử dụng bốn kiếm thì đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết rồi. Đã sử dụng hết bốn kiếm ngươi có thể chết rồi giọng nói lạnh lẽo vô tình của công tử phù tô vang lên dứt lời hắn bắt đầu đi về phía tôi mỗi bước đều ngập tràn sát ý lúc này tôi quỳ một chân xuống đất kiếm vấn thiên cắm trên mặt đất cùng với sát ý đang tỏa ra từ công tử phù tô tôi như lá khô trong cơn bão tố cơ thể vốn chỉ còn lại chút sức tàn giờ lại càng lung lay như sắp đổ để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu công tử phù tô càng tiến lại gần sát ý lại càng nặng ở cảnh giới của hắn, muốn giết tôi vốn không cần dùng đến pháp thuật, chỉ cần thần niệm của nguyên thần thôi là đã có thể tiêu diệt được thần thức của tôi rồi. Cảm nhận được mọi cảm giác và giác quan sắp bị hắn dùng nguyên thần phong tỏa, đúng lúc này, sát ý ngưng tụ rất lâu trong lòng tôi hoàn toàn bộc phát. Kiếm thứ năm, hậu hội vô kỳ, nếu sau này không gặp lại, chúc người chết giá trị hơn, ý nghĩa hơn. chương 205, Phong Nguyệt Vô Biên một Khoảnh khắc kiếm thứ năm được tung ra, Cảm giác nghẹt thở mà Phù Tô công tử áp lên tôi đã bị cuốn đi. Khi kiếm khí nở rộ, tôi cảm thấy toàn thân mình cũng đang nở rộ. Bên trong cơ thể truyền đến âm thanh nứt toác của chi chít các mạch máu, trái tim giống như nổ tung, máu chảy ra từ thất khiếu, trước mắt là một mảng màu máu. Nếu như kiếm này không giết được Phù Tô, vậy thì về sau tôi cũng không gặp lại thế giới này nữa rồi. Chỉ cần hắn chết đi, tôi vẫn sẽ còn một sợi sinh cơ. Bởi vì một sợi thần tính mà phong thần để lại trong huyền quan của tôi chính là ngọn gió phục hồi, không những mang đến cho huyền quan của tôi một chút sinh cơ, đồng thời cũng rất có lợi cho cơ thể của tôi. Chỉ cần tôi không chết, huyền quan không bị thương thì tôi sẽ có thể tự hồi phục được. Ý nghĩa sâu xa của gió bắt nguồn từ sức mạnh của bốn quy luật, gió đông sản sinh, gió nam rực cháy, gió tây hủy diệt, gió bắc lạnh giá. Mà phong thập bát để lại trong huyền quan của tôi chính là gió đông sản sinh, phụ trách sự sống của vạn vật lúc đó bà ấy còn nói rằng cho dù khương tuyết dương có cầu xin bà ấy bà ấy cũng chưa chắc đã cho nhưng sau khi nhìn thấy lá cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi đã ban tặng cho tôi gió đông sản sinh dù chỉ là một chút đối với tôi lúc này mà nói đã là cơ hội rất lớn rồi hậu hội vô kỳ tung ra sắc mặt phù tôi đột ngột thay đổi hắn không nghĩ đến tôi còn có kiếm thứ năm rõ ràng bốn kiếm kia đã làm tôi trọng thương sắp chết hắn căn bản không hiểu kiếm thứ năm này của tôi làm thế nào mà tung ra được nhưng mà hắn trung quy vẫn là cao thủ hợp đạo, giữa niệm thức còn tụ ra kim quang hộ thân. Sau đó hắn dùng hai tay lấy ra pháp quyết, miệng niệm chú cấp tốc, rất nhanh toàn bộ không gian tràn ngập khí tiên thiên quý thủy dâng trào cuồn cuộn. Hắn đã không thể tránh được kiếm thứ tư của tôi, kiếm thứ năm này hắn chỉ có thể gắng gượng mà tiếp chiêu. Tiếng nổ vang dội, kim quang hộ thể của phù tô trực tiếp bị kiếm khí phá vỡ, sau đó từ bộ pháp y ngũ sắc của hắn lóe lên năm mặt lá chắn. Kiếm thứ năm bất khả chiến bại, mặt kim thứ nhất bị phá vỡ, mặt mộc thứ hai bị phá vỡ. Đợi đến lúc mặt thổ cuối cùng cũng theo đó bị phá vỡ, kiếm của tôi đã điểm trên ngực của phù tô công tử, chỉ cần đâm vào một tấc nữa thôi là có thể chém nứt tim hắn. Nhưng tôi lại không thể đâm vào dù chỉ một chút, bởi vì hai tay phù tô đang kẹp chặt thanh kiếm vấn thiên của tôi. Kiếm vấn thiên là sát kiếm bậc nhất, được Âu giã tử lấy thiết từ núi xích cận, đúc bằng đồng ở sông Nhược Gia, nó có sức mạnh bẩm sinh của canh kim, chạm vào nhất định sẽ bị thương. Nhưng niệm chú mà Phù Tô công tử dung vừa hay lại là khí tiên thiên quý thủy, ngũ hành sinh khắc, vàng chìm trong nước. Lúc này hai tay hắn âm trầm màu xanh lục bích sấm, ngưng tụ toàn là sức mạnh của tiên thiên quý thủy, vừa đủ để vây khốn kiếm vấn thiên. Sát kiếm đã tung ra là không thể rút về, không thể giết người khác thì sẽ tự giết mình. Lúc này kiếm của tôi đã không có cách nào đâm về phía trước, sát cơ trong thanh kiếm lần lượt chuyển ngược lại, quay trở ngược lại trong thân thể tôi. Lực trong cơ thể tôi bị hủy, phản ứng với điều này há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Lan, ta phải thừa nhận rằng ngươi đã khiến ta ngạc nhiên đấy. Bằng không cảnh giới của ta cao hơn ngươi nhiều, bồng lai tiên pháp lại có liên quan đến tiên thiên quý thủy, lần này thật sự có khả năng rơi vào mưu kế của ngươi. Hóa ra ngươi lừa ta cho ngươi cơ hội xuất kiếm, là muốn dùng kiếm thứ năm giết chết ta. Như nhau cả thôi, ngươi có thể giết ta, lẽ nào ta không được giết ngươi sao? Tôi nghiến răng nói, ngươi là cái thá gì mà có thể sánh ngang với ta? cái chết của ngươi không đáng nhắc đến cái chết của ta thì thừa sức phá hủy toàn chân giáo đấy chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài giữa ma và thân khó phân tự nghĩ tự lượng tôi nói ha ha tạ lan ngươi lại làm ta ngạc nhiên rồi vậy mà lại niệm ra lời tiên tri của ma đạo tổ sư không nghĩ tới ngươi đã gia nhập ma đạo đó có thể ở thời đại mặt pháp sáng tạo ra loại kiếm pháp này đợi sau khi ngươi mượn kiếm nhập đạo chính là mối đe dọa lớn nhất đối với tiên đạo ta hôm nay ta giết ngươi không hoàn toàn là vì ả tiện nhân mộ dung nguyên duệ, mà còn để bảo vệ vận khí tiên đạo bọn ta nữa." Phù Tô công tử cười lạnh nói, "Muốn giết thì giết đi, không vội, ta chỉ muốn vây khốn kiếm của ngươi, ngươi sẽ tự cạn kiệt sinh cơ mà chết, đến lúc đó Khương Tuyết Dương sẽ không tìm ra được lý do để mời phong thần." Phù Tô nói rất đúng, lúc này hắn muốn giết tôi không cần hắn phải tự mình động thủ. Sát cơ phản ứng ngược lại kia sẽ giết chết tôi. Thời gian trôi qua, nguy cơ chết chóc mà tôi chịu đựng bắt đầu hoành hành ngang dọc trong cơ thể tôi. Lần này lại càng đau đớn cùng cực hơn, da thịt như bị đánh đập không ngớt, không chỉ mạch máu nổ tung, đến kinh mạch cũng méo mó hỗn loạn, ngũ tạng vỡ tan. Nếu như tôi đã không mở ra huyền quan, thần thức vẫn còn có thể trốn trong huyền quan, hiện tại đã sớm khí tuyệt thân vong rồi. Tôi sắp chết rồi, chương 206, Phong Nguyệt Vô Biên 2. Đến cả A Lê ở trong huyền quan cũng cảm nhận được cái chết cận kề. Cô bé hốt hoảng nhìn lên trời, ngơ ngác hỏi tôi đại ca ca có chuyện gì xảy ra vậy nhìn bộ dạng hốt hoảng lúng túng của cô bé tôi muốn an ủi nó nhưng mà thần thức đã bị tổn hại nghiêm trọng đến cả sức lực ngưng tụ thần niệm cũng không còn huống hồ tôi cũng không còn gì để nói với cô bé đành để mặc cô bé lớn tiếng hỏi han tôi không phải là thiên tôn nếu như tôi chết rồi huyền quan của tôi cũng theo đó mà bị hủy mà a lê cũng sẽ chết ai rồi cũng sẽ chết tôi không hối hận đã xuất kiếm cũng tính là chết có ý nghĩa đi chỉ là vẫn không cam tâm không những không thể gặp lại thùy họa mà còn liên lụy đến a lê nữa ý thức bắt đầu tiêu tan bên ngoài cơ thể tôi hai mắt đã tối tăm không ánh sáng toàn thân đầy chết chóc mà thần thức bên trong huyền quan cũng đã đến bờ vực của sự vụn nát gió của phù tô quấn lấy thần thức của tôi cũng không thể ngăn sự phá vỡ của nó ngay lúc thần thức của tôi sắp tiêu tán đến cực điểm tôi nghe thấy a lê phát ra một tiếng huýt sáo chính là giống như dáng vẻ ngày đó ở trong tuyết vực bí cảnh cô bé giết chết ngân ly vậy tiếng sáo này càng thêm uy mãnh lan truyền ra khắp huyền quan của tôi. Ngay sau đó, thân thể của A Lê như sao băng bay vút lên, bay thẳng đến màn trời huyền quan của tôi mà đi. Huyền quan là một thế giới khép kín, A Lê đương nhiên không thể thoát ra. Cuối cùng, cô bé lơ lửng trên không tại của vào huyền quan của tôi, ở vị trí của huyệt thần đình. Thần đình dường như là cánh cửa hư không, ngăn cách giữ bên trong và bên ngoài. Nhìn chăm chăm vào thần đình, biểu cảm trên mặt A Lê ngày càng bối rối. Trên cơ thể cô bé bắt đầu tản ra ánh sáng thần thánh. Đây là lần thứ hai cô bé thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần, so với lần trước, uy năng rõ ràng suy yếu hơn nhiều. Sợ là sau lần này, sức mạnh của ý chí thái cổ ma thần sẽ bị kiệt quệ, về sau sẽ không còn cơ hội thức tỉnh nữa. Ale không cố gắng từ trong huyệt thần đình thoát ra để trốn tránh cái chết của cô bé, mà từ từ rút cung tên ra khỏi tay cô bé. ngoảnh mặt nhìn về nơi thần thức của tôi, ngữ khí bình tĩnh nói, thế giới này có thể không có ta nhưng lại không thể không có anh mũi tên đều là ảo ảnh ngay khi cô bé buông ngón tay mũi tên hóa thành tia ánh sáng trực tiếp ghim vào trong huyệt thần đình của tôi thần thức của tôi vốn mơ hồ nhận được sự kích thích này thần thức đột nhiên quay trở lại thân thể tàn tạ lần nữa mở mắt tôi thấy phù tô công tử với vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn tôi chằm chằm ở vầng trán nhẵn như ngọc của hắn có một vết đỏ cỡ bằng hạt gạo vừa hay in ngay huyệt thần đình của hắn tôi và phù tô công tử ở đối diện nhau mà tia sáng kia của A Lê lại từ thần đình của tôi đi ra, trực tiếp nhập vào thần đình của hắn. Sau đó, tôi liền nghe một tiếng nổ ầm vang, chính là âm thanh huyền quan của phù tô công tử bị phá vỡ. Huyền quan bị hủy, mặt phù tô công tử như cho tàn, nguyên thần lúng túng kinh hoàng muốn trốn thoát. Tuy nhiên lần này là do ý chí của thái cổ ma thần tự mình ra tay, dù cho không phải là ý chí ma thần hoàn chỉnh, nguyên thần của hắn cũng không thể nào tháo chạy được. Nguyên thần nối theo huyền quan, cùng nhau bị phá hủy vang dội, cuối cùng vẫn còn để hắn chạy trốn với một sợi tàn hồn. Sau khi hợp đạo, nguyên thần cực kỳ lớn mạnh, tuyệt không dễ dàng bị phá hủy như lữ thuần kia. Ta là ai, sau khi chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, Phù Tô bây giờ đã không nhớ mình là ai nữa. Người tên là Phù Tô, nhà của người ở kia kia. Tôi chỉ về phía núi Côn Lôn sau lưng hắn nói. Ồ, Phù Tô công tử ngơ ngẩn suy tư một lúc, đờ đẫn xoay người, đi theo con đường ban đầu, hương về tổ đình tiên đạo ở núi Côn Lôn. Lúc đến là một cao nhân hợp đạo, khi đi là một kẻ ngốc. Không biết sau khi hắn biến thành kẻ ngốc, Mộ Dung Nguyên Duệ có thể thoát khỏi bể khổ không? Đây đã là điều cuối cùng tôi có thể làm vì cô ấy rồi, tôi không thể thật sự giết chết Phù Tô được, như vậy sẽ cho Bồng Lai Tiên Đạo lý do báo thù để nhập thế. Tàn hồn vẫn có thể tập hợp lại, chỉ là không biết đợi đến năm nào tháng nào thì Phù Tô này mới có thể nhớ ra kẻ giết chết hắn là tôi đây. Bên trong huyền quan, A Lê ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh và những ánh sáng ban mai thần thánh thoát ra từ người cô bé chiếu sáng từng tấc đất trong huyền quan của tôi lúc đạo ánh sáng ban mai thần thánh ấy chiếu lên cờ chiêu hồn ngọn cờ chiêu hồn băng lãnh đứng sừng sững trong huyền quan của tôi cuối cùng cũng động rồi không có gió vẫn động âm thanh phần phật đồng thời ngay lúc này trong huyền quan là một màn thê lương tiêu điều thái cổ nguyệt ma niết bàn âm thanh này không phải là tôi nghe được mà là trong thức hải của tôi trực tiếp sinh ra hóa ra vị ma thần này tên gọi là nguyệt ma mà ánh sáng của bà ấy tất nhiên là ánh trăng. Tôi nhớ đến lời phong thần nói hôm đó, bà ấy nói cửu thiên thập địa ngoại trừ bà ấy không có ai biết tên của vị ma thần này. Hiện tại tôi đã biết vì sao bà ấy lại nói như vậy rồi, lý do bà ấy có thể biết là bởi vì bà ấy ở trong vực hư không phong nhất định đã gặp qua ý chí của thái cổ phong ma. Phong Nguyệt vô biên, tâm đã trống rỗng. Khi xưa lúc chiến đấu với thiên đạo, Nguyệt Ma và Phong Ma liên thủ tác chiến đã cùng lúc rơi xuống tay thiên đạo. chương 207, thủy họa xuất quan một ánh trăng chiếu sáng huyền quan của tôi gió phục hồi thổi khắp từng tấc đất nơi được ánh trăng chiếu sáng tiếng gió thê lương sau này tôi mới biết thứ mà phong thần cho tôi không chỉ là một đạo gió phục hồi mà còn chứa đựng ý chí của phong ma mà bà ấy lấy được từ vực hư không phong hôm nay phong và nguyệt một lần nữa gặp lại nhau trong huyền quan của tôi sinh cơ cuồn cuộn khí thế nhanh chóng hồi phục thần thức và cơ thể rất lâu sau đó tôi đứng dậy một thân đầy vết thương đã được chữa lành Đồng thời tôi cảm thấy được thân xác của bản thân đã mơ hồ đạt đến cảnh giới thánh hóa. Lần sau nếu như tôi lại xuất ra kiếm thứ năm, tôi sẽ không để bản thân mình thê thảm như lần này nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần xin kẻ khác cho tôi cơ hội xuất kiếm, bởi vì thân xác của tôi hiện tại đã có năng lực chống lại sự tấn công của thuật pháp thần thông như thủy họa lúc đó rồi. Đương nhiên, cảnh giới không thể chênh lệch quá nhiều, Thất sát kiếm có tổng cộng 7 chiêu, với cơ thể người phàm thì 5 chiêu đã là cực hạn rồi hai chiêu tiếp theo chỉ người có thân xác hóa thánh mới có thể thi triển. Bởi vì kiếm thứ sáu và thứ bảy căn bản không xem người phàm là đối thủ, thứ chúng muốn chảm diệt chính là pháp thân sau khi hợp đạo đại thành. Mượn kiếm nhập đạo vì muốn bỏ qua nguyên thần, chỉ có thể đi theo con đường thánh hóa xác thân. Còn những người tu hành ngưng tụ ra nguyên thần, họ không theo đuổi thánh hóa xác thân, thứ mà họ theo đuổi là tế luyện nguyên thần tu thành pháp thân. Pháp thân do thần niệm hiển hóa, khi đạt đến cảnh giới thiên tôn còn có thể triệu hoán phân thân nhất khí hóa tam thanh. Các vị thần có thể ở nhân gian thông qua tượng thần hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng, đó là do có thể phân thần hiển hóa. Mà ma đạo tổ sư tuy rằng thủ đoạn thông thiên, thời kỳ đỉnh cao có thể chiến với 12 thiên tôn, nhưng ở nhân gian lại không có tượng thần, bởi vì ông ấy đi trên con đường thánh hóa xác thân. Trên thực tế, sát phá lam tam tinh đều là xác thân hóa thánh, đến cả tham lang mưu trí cũng đã từ bỏ phân thần. Nguyên nhân là vì, chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài, mà đạo tổ sư không tiếp nhận bất kỳ tế bái hương khói nào. Sau này năm vị thiên tôn cũng đều đi con đường thánh hóa xác thân, chỉ có hách liên thiên tôn vì lý do thể chất đã ngưng tụ nguyên thần, nhưng cũng không để lại bức tượng nào ở nhân gian cả. Sau khi phù tô công tử quay về tiên đạo, toàn cơ tiên tử nhất định sẽ điều tra hung thủ đã xuống tay với hắn, nơi này không thể ở lại lâu được. Sau đó tôi nhanh chóng thi triển thân pháp, rời khỏi núi Côn Lôn. Ba ngày sau, tôi trở về toàn chân giáo. Thấy tôi bình an vô sự trở về, trên mặt Khương Tuyết Dương mang theo vui mừng. Tôi hỏi cô ấy về Thủy Họa, cô ấy nói cô ấy đã gặp qua Thùy Họa rồi. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi hỏi, ngoài sân Hải Quan, cô ấy đến đó làm gì? Bởi vì cô ấy hỏi tôi vị Thiên Tôn rơi xuống lúc trước là ai, tôi không cách nào che giấu, đã nói cho cô ấy về cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn. Sau khi Thủy Họa biết người vì cô ấy mà rơi xuống là Lưu Phong Thiên Tôn, gào khóc thảm thiết, nếu như hồ tộc Thanh Khâu không xảy ra chuyện ngày đó cô ấy liền muốn giết chết phủ thiên sư báo thủ rồi khương tuyết dương nói từ khi lưu phong thiên tôn rơi xuống hồ tộc thanh khâu mất đi thần niệm che chở điều này đã thu hút sự chú ý của một nhóm dã tiên ở ngoại quan đạo môn cũng đã biết đến sự tồn tại của hồ tộc thanh khâu chẳng qua là vì phương nam phật phương bắc tiên ngoại quan là cấm địa của đạo môn thời đại mặt pháp thần không hiển linh ở nhân gian đạo môn không định ra ngoại quan hạ thủ với hồ tộc thanh khâu nhưng dã tiên đã không thể ngồi yên rồi trong mắt của hồ tộc thanh khâu dã tiên chính là phản đồ của ma đạo. Mà đối với giã tiên, hồ tộc Thanh Khâu là dị loài bị thiên đạo nguyền rùa. Dã tiên ở ngoại quan đã chuẩn bị xuất binh đối đầu với hồ tộc Thanh Khâu, chọn xa tiên liễu làm thống binh đại tướng, thường tiên thường nhị mở đường tiên phong, hoàng tiên hoàng nhị đại lão tham mưu cho quân đội. Chiêu mộ quân đội từ dãy núi Đại Tiểu Hưng An đến núi Trường Bạch, chuẩn bị hành quân đến nơi của hồ tộc Thanh Khâu, đem hồ tộc Thanh Khâu giết sạch. Thủy họa xuất quan lần này chính là đi đến hồ tộc Thanh Khâu muốn giúp họ đối đầu với đại quân của giã tiên quan ngoại. Khương Tuyết Dương nói, giã tiên hiện tại là tu vi gì vậy? 10 trong số 73 lộ giã tiên là cảnh giới hợp đạo, còn lại đều là nguyên thần. Còn hồ tam thái gia của giã tiên thì sao? Tôi hỏi, nửa bước đến thiên tôn, nửa bước thiên tôn, há chẳng phải cùng cảnh giới với toàn cơ thượng sư của bồng lai tiên đạo hay sao? Tôi nói, sao cậu lại biết đến toàn cơ thượng sư của bồng lai tiên đạo vậy? Khương Tuyết Dương kỳ quái hỏi tôi chương 208, Thủy Họa Xuất Quan 2. Sau đó tôi liền đem toàn bộ những việc trải qua ở Côn Lôn kể qua một lượt cho Khương Tuyết Dương nghe. Lúc nghe tôi nhắc đến Thái Cổ Nguyệt Ma đã diệt phong, mặt Khương Tuyết Dương đầy bi thương. Khi xưa, lúc đảo Kim Ngao còn tại thế, bồng lai tiên đảo có là cái thá gì chứ? Không nghĩ đến Thái Cổ Nguyệt Ma, lại vì một tên đạo môn cặn bã như vậy mà diệt phong. Khương Tuyết Dương vô cùng căm phẫn nói, chỉ trách thực lực của tôi không đủ, Nguyệt Ma mới vì tôi mà rơi xuống không liên quan đến cậu. Từ khoảnh khắc phong thần đánh nhập vào huyền quan của cậu ngọn gió phục hồi kia, Nguyệt Ma đã biết vận mệnh của Phong Ma rồi, lúc đó bà ấy đã tồn tại tự ý rồi. Phong Ma cũng đã diệt Phong rồi sao? Tôi hỏi, sau khi gì thập bát ở vực hư không Phong mộ đạo xuất quan, liền để thiên đạo nhận ra ý chí Phong Ma đã thức tỉnh trong vực hư không Phong, sau đó lại lần nữa ra tay giết chết Phong Ma vẫn chưa thành hình, chỉ để cho Phong thần mang đi một phần sức mạnh ý chí, nhưng lại không thể nào thức tỉnh được nữa. Sau này tôi mới biết, những vị thần bất lực trước Phong Thập Bát là do bà ấy có sức mạnh kiểm soát hoàn toàn bốn quy luật của gió, mà Thiên Đạo cũng từ điểm này đoán ra trong vực hư không phong vẫn còn lưu lại tàn hồn của Thái Cổ Phong Ma. Phong Thập Bát có bốn quy luật tại thân, cho dù lực chiến không mạnh, nhưng đã trở thành phong thần tự do linh động nhất trên thế giới này, ai cũng không bắt trói được bà. Và nếu như kịp thời, đợi bà ấy dung hợp bốn quy luật thành một, phát triển thành vùng bạo phong, uy năng liền có thể một bước lên trời có thể sánh ngang với thần chủ nhân đạo đầu mẫu Nguyên Quân. Do đó nếu như chúng thần không dính dáng quá nhiều đến nhân quả thì sẽ không thật sự nguyện ý đắc tội với phong thập bát đâu. Tạ Lan, toàn cơ thượng sư sớm muộn cũng sẽ tìm ra chân tướng, nếu như tìm cậu báo thù tôi sẽ không thể bảo vệ được cậu, vẫn may thủy họa lần này tái xuất đã có thể ngự sử tiên thiên canh kim, bây giờ cậu hãy đi ngoại quan tìm cô ấy, chỉ có đao lưỡng đoạn của cô ấy mới có thể bảo vệ cậu thôi. Tôi đi bằng cách nào đây? Trận chiến của Hồ tộc Thanh Khâu chưa nổ ra, đạo binh của giã tiên cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Thùy Hỏa lúc này đang ở Sơn Hải Quan cảm mộ huyền cơ của Đao Trấn Yêu, bây giờ cậu đi đến Sơn Hải Quan nhất định có thể gặp được cô ấy. Tôi muốn ngay lập tức xuất phát, nhưng Khương Tuyết Dương lại muốn tôi đợi hai ngày nữa rồi hãy đi. Cô ấy nói hiện tại ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã diệt vong, A Lê đã trở thành thiếu nữ bình thường, có thể ra khỏi huyền quan của tôi rồi. Vậy nên làm thế nào? Bản thân tôi tất nhiên không có khả năng giải thoát cho A Lê, nhưng phong thần thì có thể đêm này tôi muốn một lần nữa mời thần nhập thân đêm hôm đó khương tuyết dương một lần nữa mời thần nhập thân tại hồ ngưỡng thiên núi trung nam sau khi bản tôn phong thần hiển linh tự mình thi pháp mang a lê từ trong huyền quan của tôi trở ra lần trước bước vào huyền quan của tôi là một sợi thần niệm của phong thần không phải bản tôn bà ấy tất cả những chuyện đã xảy ra bản tôn bà ấy cũng không hay biết lần này bản tôn thần niệm gặp a lê sau khi biết được việc nguyệt ma đã diệt phong từ miệng tôi phong thập bát nhìn lên trời rơi lệ. Hiện tại đang là giữa mùa hè, vậy mà ở núi Trung Nam gió thét gào, tiếng gió tiêu điều, chỉ trong một đêm mà đã thổi bay vạn núi và cây cối. Vài tháng sau đó, núi Trung Nam vẫn có thể nghe thấy tiếng gió nức nở nghẹn ngào, âm thanh thê lương. Sau khi A Lê trở ra, hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy tôi câu nói đầu tiên chính là, đại ca ca, tôi đói quá. Cô bé hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Nguyệt Ma, trên thế giới cũng chỉ còn lại một cô bé a lê mà thôi cũng không còn thái cổ nguyệt ma nữa rồi khương tuyết dương rất yêu thương a lê vì cô bé mà tự mình xuống bếp nấu cơm lại còn làm cho cô bé một bộ thanh y đạo bào biết được tôi muốn xuất quan a lê cũng muốn đi cùng tôi nhưng lại bị tôi cự tuyệt rồi cung tên của a lê tuy rất nhanh tuy nhiên lần này xuất quan hung hiểm vạn phần tôi không nguyện để cô bé chịu bất cứ liên lụy nào bộ tộc đông di trong tuyết vực bí cảnh mịt mù tăm tối a lê từ nhỏ đã rất cực khổ núi trung nam có đầy đủ những vật quý và đồ ăn ngon của núi rừng phong cảnh xinh đẹp khương tuyết dương lại yêu thương cô bé như vậy tôi hy vọng cô bé ở lại đây và có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc điều mấu chốt nhất là trong lòng tôi rất hổ thẹn với cô bé mỗi lần nhớ đến lời mà cờ chiêu hồn nói trong thức hải của tôi trái tim tôi lại đau nhói thái cổ nguyệt ma diệt phong nhìn a lê trong thức hải của tôi lại vang vọng âm thanh này lúc chia tay khương tuyết dương nói với tôi nếu có thể vẫn hy vọng tôi cố gắng không để lộ thân phận, đạo môn có một bí thuật dịch dung, chỉ cần tôi không để lộ sát kiếm là có thể làm được. Cô ấy nói một khi để người khác biết được tôi vẫn còn dính dáng đến phá quân, người của tiên đạo sẽ không bỏ qua cho tôi, mà Khương Tuyết Dương cũng sẽ bị liên lụy. Nói không chừng, không đợi tạ Lưu Vân xuất thế, cô ấy đã sớm bị đuổi ra khỏi đạo môn rồi. Mà hiện tại ma đạo vẫn chia năm xẻ bảy, căn bản vẫn chưa phải là thời cơ để tái xuất. Quan trọng nhất là, Khương Tuyết Dương lo lắng có người lần mò ra được tôi mang mệnh cách thất sát. Hiện tại trong nhận thức của tiên đạo và nhân đạo, mà đạo tổ sư đã thân hóa hy di đồng quy với đất trời, mà mệnh cách thất sát cũng theo đó quay về hư không, vốn không biết mệnh cách thất sát đang ở trên người tôi. Nếu như để bọn họ biết được, nói không chừng toàn bộ thời đại mạt Pháp sẽ kết thúc vì tôi mất. chương 209, Nữ nhân H.I. 1 Tôi cải trang dịch dung rời khỏi núi Trung Nam, năm ngày sau đã tìm đến Sơn Hải Quan, đến sơn hải quan tôi khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Dã tiên thời đại mạt Pháp mặc dù có nhiều yêu tộc ở núi Trường Bạch và dãy đại tiểu Hưng An, nhưng muốn khởi binh tác chiến cũng không dễ, bởi vì hiện tại vận khí của nhân tộc đang cường thịnh. Điều binh quy mô lớn đã dấy lên sự cảnh giác của những người cầm quyền, buộc họ dùng vũ khí quốc gia đàn áp, đến cả đại miếu Trường Xuân cũng không chịu nổi áp lực này. Hơn nữa, giới cầm quyền hiện nay không giống với thời đại vương quyền chư hầu phân tranh trước kia, lòng dân hòa hợp, thái bình thịnh thế, thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, nơi đó không dung thứ cho yêu ma tác loạn. Do đó, giã tiên muốn giấy binh chỉ có thể hành sự trong tối mà thôi. Đợi đến khi đến được tộc địa của hồ tộc Thanh Khâu thì đã khác rồi, hồ tộc Thanh Khâu sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc đã từ núi Tu Di Cư đến cổ đại rừng rậm u tối phía tây bắc núi Trường Bạch. Rừng rậm u tối là cấm địa nhân gian, trước nay cũng không xuất hiện trên bản đồ. Ở nhân gian vẫn còn tồn tại rất nhiều những cấm địa rừng rậm u tối tương tự, đều là những cổ địa được lưu lại sau cuộc chiến phong thần, bởi vì bên trong còn lưu lại quá nhiều oán niệm của thần ma, không thích hợp để người phàm cư trú. Một khi bị nhân gian xem là cấm địa, không khai phá, không sử dụng cũng không kiểm soát. Toàn bộ thành trì sơn hải quan kết nối với trường thành, lấy thành làm cửa, lấy tiến lâu thiên hạ đệ nhất quan uy vũ hành tráng làm chủ thể, kèm với tịnh biên lâu, lâm lư lâu, mục doanh lâu, tòa uy viến, ủng thành, thành đông la, viện bảo tàng của trường thành và các tòa nhà khác. Từ sau khi nhập đạo tôi đã không cắt tóc, vì để không gây chú ý lần này tôi cũng không mặc đạo bào, tháo tóc ra và buộc thành kiểu đuôi ngựa, mặc một bộ đồ màu đen giản dị và đeo một cái túi, có khí chất văn nghệ trẻ tuổi. Đào Trần Yêu được niêm phong tại đỉnh của Tiến Lâu, ban ngày khách du lịch rất nhiều, không thể đi lên được, phải đợi đến giữa đêm lúc không có người mới có thể lên đó. Đã lâu không nhập thế tục, đi giữa đám đông, lòng tôi cảm khái vô cùng. Nếu không phải cùng bạch lão quỷ hành nghề vớt xác, tôi cũng sẽ giống với những người này, căn bản không biết có một thế giới thần quái ẩn tàng đằng sau thế tục. Tuy thế giới này so với thế tục hung hiểm hơn vạn phần, nhưng tôi lại không hối hận chút nào. Trong trái tim của mỗi người trẻ, đều ẩn chứa một giấc mơ rất mạo hiểm. Điều tôi rất mừng là, giấc mơ của tôi không bị tục thế phá hủy, mà đã hóa thành hiện thực rồi. Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, đừng nói chuyện thần thoại tiên hiệp, ngay cả giang hồ võ đạo ai lại có thể cả đời giữ trong lòng chứ. Đứng ở đầu thành, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, tôi nhận ra những gì mình có bây giờ là may mắn, phải trân trọng nó hơn nữa, đặc biệt là sau khi gặp gỡ Thủy Hỏa. Sơn Hải quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, hôm nay thời tiết chiều lòng người, chính là thời cơ tốt để dạo chơi. Lúc tựa vào lan can nhìn ra xa ở tòa uy viến, có hai cô gái đến bắt chuyện với tôi. Vị đại thúc này, tôi có thể chụp một bức ảnh của anh không? Cô gái này nhìn khoảng ngoài 20, mang một cặp kính gọng đen, mặc quần áo nửa kín nửa hở, trang điểm nền nã cả người toát ra khí chất thanh xuân tôi không biết trả lời cô ấy thế nào liền hỏi cô ấy tại sao lại muốn chụp hình tôi à ừm nếu anh không để ý tôi còn muốn chụp cùng anh nữa được thôi chỉ cần không đăng lên mạng là được tôi không cự tuyệt chụp hình xong cô gái đưa tôi xem hai năm rồi không soi gương chỉ làm theo trái tim nhìn thấy tôi trong bức ảnh tôi rất kinh ngạc đây mà là tạ lan sao nhớ lại lúc lang bạc ở quảng châu suốt ngày mượn rượu giải sầu tinh thần khốn đốn, tự nhìn mình trong gương cũng thấy buồn nôn. Mà tạ lan trong ảnh, làn da mịn màng như ngọc, ánh mắt sáng ngời, tùy ý đứng cũng cho người ta cảm giác một người tuyệt thế cô độc phi vụ yến song phi. Giải thích vi vụ yến song phi là câu thơ trong bài thơ Lâm Giang Tiên Kỳ của nhà thơ án kỷ đạo, ý câu thơ mô tả sự cô đơn của con người trước cảnh vật,